Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đặc biệt nhất trong một năm âm lịch đối với người Việt của chúng ta, đêm giao thừa. Thì dù đến những ngày này, dù là nhiều việc như thế nào chuẩn bị cho ngày Tết, nhưng mà Huy vẫn sẽ luôn cố gắng để xuất hiện và phục vụ mọi người trong cái đêm giao thừa, giống như mỗi năm. Tại vì mọi người, những khán giả của kênh Nguyễn Huy đã quen với giọng nói của Nguyễn Huy mỗi đêm, Huy một lần nữa giống như mọi năm thì cũng gửi một lời cảm ơn chân thành đến tấm thịnh tình của quý bà con đã ủng hộ Nguyễn Huy trong suốt một năm vừa qua, và xa hơn là trong nhiều năm vừa qua. Đêm giao thừa, truyện dịp Tết, ngày hôm nay chúng ta gặp lại Đại Thức Tử. Một cái viết mà cứ hễ là khán giả của kênh Nguyễn Huy thì sẽ biết, sẽ nhớ tới. Nếu như mọi người để ý thì Đại Thức Tử là người đang nắm giữ video truyện có nhiều lượt xem nhất, nhiều lượt nghe nhất trên kênh chúng ta, hơn 1.300.000 lượt nghe. Đó là video truyện Bí Mật 49 Ngày, cũng là một truyện phát vào trong dịp Tết. Thì giống như là một thói quen thường lệ, cứ hễ truyện Tết mà Huy phục vụ thì chắc chắn sẽ có Đại Thức Tử. Mọi người chắc còn nhớ đêm giao thừa nghe ông kể chuyện ma, Bí Mật 49 Ngày. Năm rồi thì chúng ta có Tết Có Còn Xuân, và năm nay chúng ta lại nghe một truyện Tết của Đại Thức Tử, Ăn Tết Trong Nghĩa Địa. Và trong dịp năm hết Tết đến, Huy cũng xin gửi lời chúc chân thành đến cho toàn thể quý khán giả của kênh một năm mới sẽ thật nhiều sức khỏe, vạn sự hanh thông, gia đình sum vầy. Và cũng như câu nói của mỗi năm Huy đều muốn nhắc lại một lần, đó là dù mọi người, dù khán giả của Huy đang ở trong một cái hoàn cảnh như thế nào, ở gần hay ở xa, trong đang mang một cái nỗi niềm như thế nào, thì Huy cũng xin được chia sẻ với mọi người những cái niềm cảm xúc đó trong đêm nay. Còn bây giờ chúng ta đến với câu chuyện Tết năm nay của Đại Thức Tử, Ăn Tết Trong Nghĩa Địa. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Tết trong nhà, Tết ra ngoài phố, lộc trên trời, lộc đến nhân gian. Công nhận bà đặt mấy cái bức tranh thư pháp có tên mình danh hài luôn á. Bài thơ nào cũng hay hết. Để coi, bức tranh này ghi gì đây? Tổ tiên nhân đức, muôn đời thịnh, con cháu tạo hiền, vạn kiếp xuân. Chà, quá đỉnh luôn, hảo bà thiệt đó. Trong ngôi biệt thự sang trọng, Lộc mở liên khúc những bài nhạc mùa xuân trên chiếc tivi đời mới để cả nhà cùng thưởng thức. Lộc vừa nghe vừa nhún nhảy đi lại trên ghế sofa, tay nâng mấy bức tranh thư pháp mà ba vừa mới mua lên đọc, rồi hết lời khen ngợi. Phía bên kia, ông Phát và bà Tài lơm khơm trang trí phụ kiện cùng mấy cái bao lì xì đỏ trên cây mai vàng. Năm nay vợ chồng ông Phát quyết định cho nhân viên nghỉ về quê ăn Tết sớm, vì quán ăn mấy ngày nay cũng đã vắng khách đi bớt rồi. Chỉ mới có 28 mà không khí Tết đã tràn ngập từ nhà ra tới phố, thấy ai cũng nôn nao rồi. Riêng chỉ có anh Tết, Tài đang cầm điện thoại đi tới đi lui, tâm trạng không được vui. Mày bớt đọc mấy cái tranh thư pháp lại đi, tao đang nhớ xuân muốn chết đây nè. Ủa, em đọc thơ liên quan gì tới anh nhớ chị Xuân chứ? Sao không liên quan? Mày đọc ôm sầm nhức đầu quá. Làm ơn tắt cái tivi luôn đi. Ba mẹ cô kìa, dì gái mình hai la con á, Tết nhất tới nơi rồi mà mặt ảnh nhăn như khỉ vậy. Bây giờ con mới biết mấy ngày nay tại sao quán mình ế khách rồi. Mày, ê, anh tính được đánh em phải không? Em mét ba mẹ bây giờ đó. Ông Phát ngừng tay, đi tới bộ ghế sofa ngồi nghỉ, dở cặp kính ra. Ông nói:
Coi đó, có hai anh em hả? Lớn sắp lấy vợ được hết rồi mà giỡn hết tối ngày. Còn cái thằng Tết, nếu mà thấy nhớ con Xuân thì điện thoại cho nó đi, qua Tết nó lên nó làm lại, chứ có gì đâu mà con bực mình. Xuân có ý nghĩ việc quán mình luôn rồi ba. Nghe Tết nói xong, cả ba người đều nhìn về phía anh. Không khí trong nhà bỗng lắng động lại rõ rệt. Lộc bước đến tắt luôn cái tivi đi. Hôm qua lúc lên xe về quê á, cậu không có nói gì hết. Khi về tới nhà cậu mới nhắn tin xin nghỉ việc quán mình luôn. Con điện thoại lại á, thì cậu nói là do bận. Cậu muốn nói chuyện với con. Ôi, rồi làm sao mà con không nhớ không buồn được chứ ba. Ở trà, bà hiểu tâm trạng của con. Nhưng mà cuối năm rồi, con để con Xuân nó về quê ăn Tết đi, đừng có làm phiền nó. Rồi có cái gì qua Tết rồi mình tính. Ôi, anh hai tốt vậy mà chị Xuân không chấp nhận tình cảm của anh. Em không hiểu chị đang nghĩ gì nữa. Bà Tài từ nãy tới giờ im lặng, để ba cha con nói cho hết. Bây giờ bà mới lên tiếng, giọng điệu nghiêm túc. Nhưng cũng không phải do quá khó khăn với con cái, chỉ cần sống chân thành, đâu ra đó là được. Bao nhiêu con gái không yêu đi để ý con Xuân phụ bàn nhà mình, rồi tỏ tình bao nhiêu lần rồi á, nó có chấp nhận không? Trong khi gia cảnh nhà mình như vậy á, không lẽ không xứng đáng với nó sao? Mẹ cũng thương nó chứ có ghét bỏ gì đâu. Xuân nói với con là nhà cậu nghèo lắm, con nghĩ gì vậy cậu mới không chấp nhận con đó. Còn việc của ấy xin nghỉ luôn á, thì con không biết tại sao nữa. Mẹ đã nói rồi, cái việc giàu nghèo đối với cha mẹ không có quan trọng. Chỉ cần con thương á, thì nghèo khó như thế nào mẹ cũng cưới. Mẹ nghĩ nó không chịu làm bạn gái con, chắc vì người đàn ông khác thôi. Mẹ ơi, sao mẹ lại nói vậy? Mẹ biết chuyện gì phải không? Nói cho con biết đi. Thì mấy lần cứ hễ trời tối, mẹ thấy nó lén ra ngoài góc quán nói chuyện với một thanh niên. Mẹ nghĩ là nó đang qua lại với cái người đó, mà cũng có khi là chồng nó không chừng nữa. Lẽ ra mẹ không có tính nói với con chuyện này, tại sợ con trai của mẹ tổn thương. Nhưng bây giờ nó xin nghỉ rồi, mẹ cũng không có giấu con nữa. Nếu thật nó có chồng rồi thì quên nó đi con. Đừng có dại gì mà làm kẻ thứ ba, phá hoại gia can nhà người khác. Nghe mẹ mình nói, Tết như chết lặng đi. Vì những lời bà Tài nói không có sai. Hôm bữa lễ Giáng sinh cũng vậy, Tết có rủ Xuân và các bạn phục vụ ra nhà thờ chơi. Trong lúc mọi người đang vui vẻ chụp hình, thì Xuân đi ra ngoài nói chuyện với một thanh niên. Người đó nhìn mặt còn rất trẻ, trông chừng còn nhỏ tuổi hơn Xuân nữa. Xuân rất lén lút, như kiểu sợ người ta nhìn thấy được. Tết định ra xem người đó là ai, thì rất nhanh hắn ta đã đi mất. Xuân ngửa miệng tay lên, làm phục vụ chạy bàn cho quán của Tết gần một năm nay. Dù thời gian chưa dài, nhưng cũng đủ để Tết hiểu được Xuân không phải là người con gái gian dối. Xuân nói chưa có gia đình, cũng chưa có người yêu, sao hôm nay lại xuất hiện một người lạ mặt chứ? Rốt cuộc người thanh niên đó là ai mà khiến cho Xuân phải xin nghỉ việc? Chắc chắn là có một sự hiểu lầm nào đó rồi. Con không muốn mất Xuân đâu. Ngoài Xuân ra con yêu ai hết. Con quyết định rồi, hôm nay con sẽ về nhà Xuân ăn Tết, để hỏi cho rõ mọi chuyện. Lộc à, em muốn đi với anh không? Muốn. Vì chứ về miền Tây em khoái lắm à. Ở đó không khí mát mẻ trong lạnh, nhiều cảnh đẹp, tha hồ chụp hình luôn á. Coi, mẹ chuẩn bị cho cả gia đình mình đi chơi Tết ở Đà Lạt rồi đó. Ông Phát là một người tri thức, hiểu đạo lý ở đời, nên các con muốn làm gì, ông cũng đều tôn trọng. Cứ để tụi nhỏ nó đi đi, để nó tự mình đi tìm hạnh phúc.
tôi với bà đi Đà Lạt là được rồi mà. Nè Tết à, để hiểu được một người đó thì chúng ta không nên đánh giá họ chỉ qua một hai việc dù là mình nhìn thấy. Phải tìm hiểu kỹ trước khi kết luận một điều gì đó. Tuyệt đối không nên nóng vội, biết chưa con? Dạ, con biết rồi thưa ba. Ơi, bao nhiêu dự định đi chơi của tôi bị cha con ông làm rối tung lên hết rồi. Nói xong, bà Tài bỏ lên trên lầu. Bà tuy bề ngoài nghiêm khắc nhưng tâm tính cũng giống hệt như ông. Cả hai vợ chồng biết lễ nghĩa ở đời lắm. Bởi vậy mới có câu tổ tiên nhân đức muôn đời thịnh, con cháu thảo hiền vạn kiếp xuân. Quán ăn Tết Phát Tài được mở từ đời ba của ông Phát. Đến đời ông thì ông để lại cái quán này cho Tết. Ông mở thêm một cái quán khác đặt tên là Lộc Phát Tài để dành riêng cho Lộc. Ông bà thì sống riêng ở căn biệt thự, hàng ngày chạy tới chạy lui hai quán để tiếp các con một tay. Cả hai quán ăn đều được trang trí cầu kỳ theo kiến trúc hiện đại sang trọng, mà vừa nhìn vào người ta đã biết ngay nó là nhà hàng cao cấp, bởi quán sạch sẽ bắt mắt từ bên ngoài cho đến cả món ăn. Tất cả đầu bếp cho đến các nhân viên phục vụ bàn đều được bà Tài tuyển chọn kỹ lưỡng, cho nên cả hai quán kinh doanh ngày càng phát triển, nổi tiếng ngon nhất thành phố mà ai cũng đều biết đến. Cách đó một năm, Xuân ở quê lên tìm việc, được bà Tài nhận vào làm chân phục vụ chai bàn. Lần đầu tiên nhìn thấy Xuân cười, để lộ ra đôi má lúm đồng tiền, Tết đã quên ăn mất ngủ. Bởi cái nét đẹp riêng của cô gái miền Tây mà đặc biệt không có nơi nào có được này. Khi phụ bàn ở quán của Tết, biết con trai lớn yêu Xuân, cho nên bà Tài đã luôn theo dõi để ý. Thấy Xuân xinh đẹp nhanh lẹ, lại vui vẻ nhiệt tình, cho nên bà rất hài lòng, mà không hề nghĩ đến chuyện môn đăng hậu đối giữa chủ quán hay là nhân viên phục vụ. Bà còn định tra duyên này, chọn ngày lành tháng tốt để xuống thưa chuyện với gia đình của Xuân. Nhưng dạo gần đây, bà vô tình nhìn thấy Xuân lén lút nói chuyện với một thanh niên khác. Bà lại nghi ngờ đó là chồng hoặc là người yêu của cô. Bà không muốn con mình dính dáng đến mối quan hệ giữa ba người, cho nên biểu Tết hãy quên đi. Nhưng Tết muốn chứng minh cho mẹ mình thấy Xuân là một cô gái tốt, nên cuối cùng anh quyết định về quê Xuân ăn Tết để tìm hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện. Chiều 28, chuẩn bị quà cáp đâu đó sẵn sàng, Tết và Lộc đã lái xe thẳng về miền Tây, nhưng không báo cho Xuân hay. Tết nôn nóng gặp lại Xuân đến mức lái xe với tốc độ rất nhanh, khiến cho Lộc ngồi bên cạnh cũng phải khiếp sợ nói: "Trời trời 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 trời, anh lái gì mà ghê vậy anh hai? Quốc lộ bà con về quê ăn Tết xe đông nghẹt à? Anh chạy kiểu này gây tai nạn sao? Từ từ rồi đi, tới sáng cũng tới mà." "Sau này á, mày có người yêu đi thì mày sẽ hiểu được cảm giác của anh mày bây giờ. Dù là em có bộ đi chăng nữa đó, em cũng không có lấy tính mạng ra làm trò đùa đâu. Thôi xuống đi, để lái cho." "Thắt dây an toàn rồi còn sợ gì, ngồi im đi mày." Tết năm nay 30, ít nói trầm ngâm. Ngoài Xuân ra thì anh luôn nghiêm khắc với tất cả nhân viên. Lộc thì nhỏ hơn anh vài ba tuổi, nhưng lanh lợi, hoạt bát hòa đồng với mọi người. Hai anh em đều đẹp trai phong độ như nhau, nhưng mỗi người đều mang một vẻ thu hút riêng. Trên đoạn đường từ thành phố về miền Tây, Lộc cứ nói chuyện huyên thuyên, thắc mắc thứ này, trầm trồ thứ kia. Vì phong cảnh dưới quê sao mà đẹp quá. Có những đoạn đường kẹt xe, cho nên trạng sáng 29 mới tới quê của Xuân. Dừng xe trước một cánh đồng lúa chín, trước dòng người đang đổ xô đi chợ Tết tấp nập, Tết cúi đầu chào một người đàn bà rồi lịch sự hỏi: "Dạ cô ơi, cho con hỏi thăm với, nhà của cô Xuân con bắt năm tượng ở đâu vậy cô?" "Đó đó, đi cái đường này nè, rồi cái quẹo phải đi thêm chút là tới à." "Vậy cho con hỏi, cô Xuân đó
có chồng chưa cô? Chưa, nó còn con gái mà cậu. Ủa, mà cậu đâu tới đây mà hỏi thăm con ta vậy? Dạ, con là bạn của Xuân, lâu ngày không gặp, cho nên con hỏi thăm cổ coi có chồng chưa đó mà. Chồng thì chưa, mà lâu nay lên thành phố làm có bộ chưa thì tao không biết à. Dạ, vậy con cảm ơn cô nhiều nha. Ôi, không có gì đâu bé ơi. Người đàn bà xách giỏ quay đi. Tết búng tay mừng rỡ. May quá, vậy là Xuân chưa có chồng, mình còn cơ hội rồi. Nè Lóc, thôi đừng có chụp hình nữa, bây giờ tìm được nhà Xuân, nhanh lên. Ôi, ok, rồi đi hướng nào đây? Ở cái cô kia chỉ hướng này nè, lên xe nhanh đi. Cái đường này em thấy nhỏ xíu à, sao mà lái xe được? Anh điện chị Xuân đi cho chắc. Ừ, không biết cổ có bắt máy không đây nữa. Sau khi liên lạc với Xuân, chưa đầy 15 phút thì cô ấy đã đi bộ ra đón. Ê, chị Xuân, em đây nè. Ủa, anh Tết với anh Lộc, sao hai người xuống mà không cho em hai trước vậy? Anh hai em nhớ chị muốn phát điên luôn á, cho nên muốn dành cho chị bất ngờ nữa mà. Nghe Lộc nói, Tết với Xuân im lặng nhìn nhau. Trong ánh mắt mỗi người đều hiện lên nét hạnh phúc nhớ thương rõ rệt. Đến nỗi Lộc phải bổ tay mấy tràng thì hai người mới chịu chớp mắt. Quỷ thần ơi, mừng cái gì mà dòm dữ vậy? Bộ chị không tính dẫn hai anh em vô nhà luôn hả? Chị quên, nhưng mà anh với Lộc xuống chơi khi nào thì về? Mùng 3, em với anh hai ăn Tết đây luôn mà. Cái gì? Ăn Tết đây luôn hả? Ủa, sao chị ngạc nhiên vậy? Bộ chị không muốn tiếp khách Sài Gòn hả? Chị không có ý đó. Tại nhà chị nghèo lắm, không có chỗ để hai người ngủ lại, sợ hai anh em cười thôi à. Gặp được Xuân, biết Xuân vẫn chưa có chồng, trong lòng Tết vui còn hơn cả vườn mai nở rộ nữa. Nên việc ăn món gì, ngủ ở đâu, anh vốn không quan tâm. Em đừng có nghĩ nhiều, anh với thằng Lộc ngủ đâu cũng được mà, chỉ cần có chỗ ngã lưng là ok rồi. Dạ, với lại nhà em á, không có giống với mấy nhà bình thường, anh với Lộc có sợ? Nè, chỉ cần được đón Tết cùng em, anh không sợ gì hết. Anh chắc chưa? Chắc cú mà. Ủa, mà sao em lại hỏi vậy? Dạ không có gì. Xuân mỉm cười rồi đi vào nhà của người quen ở bên lộ để hỏi xin người ta cho gửi chiếc xe hơi mấy ngày. Họ chia quà ra, mỗi người xách mấy túi, bắt đầu đi bộ về nhà. Lộc quay qua nói nhỏ với anh Tết. Anh hai ơi, về đây rồi anh phải nói chuyện cho giống dân miền Tây nghe không? À, là sao? Kiểu như sao? Giống như Xuân hay nói vậy hả? Đúng rồi, ví dụ như về á thì anh phải nói là gì à? Đi dạo, anh phải nói là đi vô. Đúng vậy á thì anh phải nói là đúng vậy, anh nhớ chưa? Thôi, lù bù quá đi, tao là người thành phố thì nói kiểu thành phố, còn mày muốn nói sao tùy mày. Dạ lên, Xuân đi mất rồi kìa. Đi trên con lộ một đoạn tầm vài chục mét thì Xuân rẽ vô một cái nghĩa địa lớn. Xung quanh và cả con đường thẳng tắp trước mặt có đến hơn ngàn ngôi mộ. Mộ đất có, mộ cẩn gạch, cẩn hoa cương cũng có, lớn nhỏ dọc ngang. Tất cả nằm xen kẽ lẫn lộn, không theo một thứ tự nào hết. Có cả những ngôi mộ mới chôn, còn chưa kịp dán gạch sơn phết. Giấy tiền vàng mã bị gió cuốn bay khắp nơi. Tết thấy hơi rùng mình, cho nên hỏi Xuân. Xuân à, sao em không đưa anh về nhà mà đi đâu vô nghĩa địa vậy? Thì em đưa anh về nhà em mà. Nhà em phải đi đường này ha? Dạ đúng rồi, thôi đi nhanh lên anh. Ôi, đi nhanh lên anh hai ơi, chắc nhà chỉ bên kia đường, qua khỏi nghĩa địa là tới mà. Nói xong, Lộc lấy điện thoại ra, vừa đi vừa chụp hình những cảnh vật xung quanh, rồi tự sướng đủ kiểu hết.
đối với Lộc chụp hình trong nghĩa địa là một điều hết sức bình thường. Chỉ cần không có nói cái gì xúc phạm tới tâm linh thì không có gì phải sợ hết. Tết thì trái ngược hoàn toàn. Từ nhỏ anh rất sợ ma, nhưng lại hay tò mò xem phim ma, nên xách mấy cái túi quà đi theo mà đôi chân còn chút e dè nhút nhát. Vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, anh tưởng tượng ra đủ loại ma hết. Cảm giác như có hàng trăm ngàn đôi mắt đang nhìn mình lăm lăm. Đi đến giữa nghĩa địa, một ngôi nhà tường cũ bám đầy những vết cháy nám hiện ra. Bên trong nhà một người đàn ông cầm cây chụp đang lơm khơm đánh trứng. Tới nhà em rồi, anh với Lộc vô đi. Giờ em chạy xuống nhà con Mai, bạn em ở xóm dưới á, mượn cái khuôn gì nướng bánh bông lan, rồi em chạy về liền. Em đi nha. Nghe Xuân giới thiệu đây là nhà, Tết và Lộc ngạc nhiên nhìn nhau. Ở bên trong chỉ có một cái giường ba chân, chân còn lại phải chấp thêm cái cây, và một số vật dụng sinh hoạt đơn sơ. Ngoài ra chẳng có món đồ nào đắt giá. Nền nhà nửa đất nửa xi măng, còn lởm chởm những cục đá mi bị tróc lên. Phía bên phải nhà còn có bốn ngôi mộ, xây trên cái nền được tráng bằng xi măng, nhưng chẳng rõ là phần mộ của ai. Không ngờ nhà Xuân lại ở một nơi hẻo lánh, nằm tuốt sâu trong nghĩa địa như thế này. Trò mồi sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ sẽ như thế nào khi xung quanh toàn là mộ mã? Như vậy chẳng khác nào sống chung với ma hay sao? Đột nhiên bên trong có tiếng một người đàn ông gọi vọng ra. Ủa, Tết với Lộc xuống đó hả? Vô nhà đi con. Nghe tiếng gọi, cả hai không do dự, xách mấy túi quà bước vô trong. Dạ, thứ bác Năm cũng mới xuống. Anh hai à, muốn lấy lòng ba vợ, muốn mừng trẻ miền Tây thì phải nhanh tay như em vậy nè. Làm thử đi. Anh biết rồi. Dạ, thứ bác Năm cũng mới xuống. Ông Năm Tường đưa tay cầm lấy mấy cái túi quà lên xem. Thấy có món mà mình thích, ông khoái lắm, ra vẻ rất là hài lòng. Cảm ơn bầy ha. Lạp xưởng với mớ khô này mà chiên lên, chấm mắm mè, ăn với cơm là ngon hết sảy rồi nha. Nhưng mà phải kèm nhang tao mới ăn được. Tết chân hững hỏi lại. Dạ, bác Năm nói gì bác? Tao nói hai thằng bay đẹp trai dễ thương gì đâu á. Mà bay là thằng Tết, trễ tương lai của tao phải không? Dạ, sao bác gọi con là trễ tương lai? Bộ Xuân có nói với bác là con thương Xuân hả bác? Nó có nói gì đâu. Tại tao linh tao tự biết. Ủa lộn lộn, tại tao có linh tính cho nên đoán đại vậy mà. Nè, bay lợi đây, cho bác ôm cái coi. Trời ơi, bác Năm vui tánh thiệt nha. Anh hai, ông và vợ lại kêu ôm cái kìa, nhanh lên đi. Nhưng mà tao thấy kỳ kỳ sao đó mày ơi, tự nhiên kêu ôm à. Ông thử lòng đó, ôm đại đi, rồi ông gả con gái cho, có mất mát gì đâu mà. Lần đầu tiên gặp ba của người yêu, Tết thấy có một sự quái lạ rồi đó. Nhưng mà dù sao bác Năm cũng là người lớn, không lẽ bà con ở đây lại thích cách chào theo kiểu bên Tây? Nhập gia thì phải tùy tục. Tết bước tới gần, ôm lấy ông Năm. Ông cũng để túi quà xuống đất chỗ thau trứng, rồi đưa tay ôm lại. Khi ông vừa chạm vô, một cảm giác lạnh buốt chạy khắp người của anh Tết, khiến cho anh chợt rung lên. Ông Năm cười khà khà buông Tết ra, rồi biến mất đi không một dấu vết. Để lại đó là một khoảng trống vô hình, nhưng giọng cười vẫn còn âm vang. Cả hai đứng hình không hiểu mình vừa mới trải qua cái gì luôn. Sao kỳ vậy Long? Có khi nào ông là ma không? Lộc chưa kịp trả lời anh mình, thì từ đâu hai vật lạ màu trắng bất ngờ văng vô người, làm cho hai anh em hết hồn, nhảy dựng lên.
Lộc gan dạ hơn, cho nên khom xuống coi coi là cái thứ quỷ gì. Là cái áo anh hai ơi. Trời ơi, chắc tao chết quá. Áo ở đâu mà bay ra đây vậy? Cái nhà này có cái gì không ổn rồi anh ơi. Nè Lộc, hay là mình ra ngoài chợ xuống về đi. Ở đây tao thấy ghê quá mày ơi. Cả hai anh em vừa quay lưng trở ra ngoài thì một người đàn bà tóc tai bù xù, mặc bộ đồ bà ba đen, núp trong nền mộ phóng ra. Lần này khiến cho hai anh em té xuống đất, thiếu điều chết giấc luôn. Hô, hết hồn chưa? Ma. Người ta, ma đâu mà ma. bà đâu nhảy ra vậy? Muốn hụt chết người ta hay gì? Ủa, hai người sao giống... Nè, anh hai, sao bà nhìn mình chữ gì? Trời ơi, tao có biết đâu. Hình như bà bị khùng rồi. Sau cô nhảy ra cười khà khà hù dọa, thì tự nhiên hai hàng nước mắt của bà chảy ra khi nhìn rõ mặt của hai anh em Tết. Bà nhầm tưởng nó là chồng con của mình. Quá khứ 10 năm trước là hiện vậy. Bà nhào tới ôm lấy Tết và Lộc. Ông Năm Tường, thằng cát đây mà. Hai cha con ông về với tôi phải không? Vậy mà suốt 10 năm nay tôi cứ tưởng cha con ông chết cháy rồi. Tôi nhớ ông, tôi nhớ con nhiều lắm. Bà cô này, bà nhìn lầm người rồi. Buông tôi ra đi. Bà ôm cả hai cứng ngắc, rồi khóc than kể lể. Tết và Lộc phải giằng co để đẩy bà ra khỏi người mình. Sau khi bà giục tay ra khỏi cả hai thì họ chạy bán mạng. Bà không muốn mất chồng mất con nên cố gắng trượt theo cho bằng được. Cả ba chạy vòng vòng trong nhà giống như đang chơi trò đuổi bắt. Cũng may đúng lúc đó Xuân xách theo cái khuôn nướng bánh về tới. Ủa, có chuyện gì anh Tết? Xuân ơi, mặt của anh với bà cô này cứ nói anh với thằng Lộc á là chồng con của bà gì đó. Bà cứ được theo tụi anh hoài kìa. À, người này là má em á. Hả? Cái gì? Má em à? Má à? Đây không phải là ba chứ thằng khác đâu. Đừng có rượt nữa mà. Đứng lại đi má. Đây là chồng con tao mà. Họ còn sống kìa. Mày muốn đốt nhà tao phải không? Tránh ra, tao phải đánh chết mày. Bà Năm mẹ của Xuân lúc này tâm trí vô cùng hoảng loạn. Bà cứ tưởng Xuân là người đã phóng hỏa thiêu chết chồng con của bà, nên chụp lấy cây chổi chà gần đó đập liên tục vào người Xuân. Nè, anh với Lộc giúp em giả bộ làm ba với thằng khác giùm đi, để thôi mẹ em lên cơn bây giờ. Nhưng mà anh không biết giả anh sao? Thấy bà cứ đè Xuân ra mà đánh nên Tết với Lộc quýnh quán lên, không biết phải giả dạng làm sao cho giống để giúp Xuân. Còn nếu không, làm bà đánh một hồi chắc Xuân chết luôn. Nè Lộc, em làm thằng cắt đi, em làm bà cho. Cái gì? Em làm chủ quán ăn chứ không phải diễn viên đâu. Em chưa có học qua trường lớp mà. Trời đất ơi, làm đại đi. Bà đánh một hồi chết Xuân của tao bây giờ. Để làm đi. Má ơi, con là cắt con trai của má nè má. Bà ơi, tôi là chồng bà nè bà. Tôi về đây rồi. Bà đừng đánh con Xuân nữa nghe bà. Nó là con của mình, chứ không phải người phóng hỏa đâu bà. Ông Năm Tường, thằng cát. Nghe tiếng gọi thân thương, bà liền quăng bỏ cây chổi đi, một lần nữa nhào tới ôm lấy Tết và Lộc. Hai anh em cũng dang trọng vòng tay ôm lấy bà, xoa xoa lưng an ủi, biểu bà hãy yên tâm. Cha con tôi về với bà rồi, từ nay không có đi đâu nữa hết á. Cứ ngỡ đó là sự thật, bà Năm có phần bình tâm hơn. Bà ở trong vòng tay của hai anh em Tết mà giọt nước mắt hạnh phúc cứ tuôn trào. Vậy lát sau, do quá mệt mỏi, bà dần thiếp đi. Trời ơi, em hết hồn với bác Năm luôn á.
Bà được chạy mạch muốn chết luôn. À, má chị ngủ rồi. Em ẵm má lên giường giùm chị đi lọc. Ủa, nhưng mà sao mới sáng sớm mà bắt nằm ngủ rồi chị? Má vậy á, ban đêm thức nói chuyện với hai cái áo, tới sáng mới chịu ngủ á. Trời đất ơi, có chuyện gì luôn hả chị? Sau khi lọc ẵm bà Năm lên giường thì anh Tết nắm tay Xuân đi ra chỗ khác. Anh trầm giọng xuống. Mọi chuyện là sao Xuân? Rốt cuộc là ba với em trai em còn sống hay không? Hiện giờ họ ở đâu rồi? Sao nhà em lại sống ở giữa nghi địa vậy? Em nói cho anh biết đi. Xuân chỉ tay về phía cái bàn thờ đặt bên góc phải của nhà mà cô cố tình để đồ đạc chồng lên cao, không cho bà Năm nhìn thấy. Ở trong đó có hai cái ảnh thờ, hai cái lư hương. Đó chính là ông Năm Tường, ba của Xuân, và em trai cô là thằng Cát. À, ông bà ngoại của em á, là người coi sóc nghĩa địa đây lâu rồi. Ngoại mất thì cậu hai em với mẹ em tiếp quản. Hồi đó ba xứ khác tới đây tìm việc, vô tình gặp cậu hai, rồi xin cậu vô làm chung. Sau này thì ba má thương nhau, sinh ra em với thằng Cát. Nó nhỏ hơn em 2 tuổi. Cả nhà em với cậu sống chung ở đây luôn. Cách đây 10 năm, bữa đó cậu đi công chuyện ở xóm bên, ba má thì đi ghe qua chợ mua cát đá về để làm mã cho người ta. Tự nhiên ở nhà thằng Cát nó bị nóng, em mới chạy đi mua thuốc. Lúc em chạy về thì ai đó phóng hỏa đốt nhà rồi. Lửa cháy lớn dữ lắm mà không thấy thằng Cát đâu hết á. Em la quá trời mà không ai nghe. Em mới lấy cái ca múc nước tạt vô nhà đại. Nhưng mà lửa lớn lắm, cháy lan lên nhà trên luôn. Một mình em dập hoài đâu có tắt được. Rồi cái lúc ba về, ba mới nhảy vô lửa để kiếm thằng Cát. Lúc nhảy vô ba thấy nó bị lửa thiêu, ba mới la lên là thằng Cát ở đây nè bà ơi. Xong rồi ba ẵm nó ra. Nhưng mà mấy cái cây cột cây nó ngã xuống, đè ba không có ra được. Đến lúc cậu hai về, bà con ngoài sớm chạy vô thì ba với thằng Cát chết rồi. Hai cái mã mà chôn ở đó là ba em với thằng Cát á, nằm chung trên nền mộ của ông bà ngoại luôn. Từ đó mà má em không có được bình thường, lúc tỉnh lúc điên, suốt ngày ôm hai cái áo nói chuyện à. Nhiều khi má còn tưởng em là người đốt nhà, má rượt đánh em hoài. Thấy Xuân đang xúc động, Tết đưa tay nhẹ nhàng lau mấy giọt nước mắt trên mặt cô. Anh ngậm ngùi hỏi tiếp. Rồi cái người phóng hỏa đó là ai? Có bắt được họ chứ em? Có biết người, nhưng mà người đó đã chìm ghe chết rồi, nên cậu hai không truy cứu nữa. Vậy rồi em đi làm một mình má nhà cơm nước phải sao? Cậu hai giữ ở đây coi sóc nghĩa địa vừa lo cho má. Lâu lâu người nhà của người mất cho tiền hoặc là đồ ăn á. Tiền đó cậu hai lấy chút đỉnh mua gạo, còn nhiêu gộp với tiền em đi làm, gửi về cậu mua vật tư, sửa sang mấy cái mã cũ bị tróc á. Cậu không có vợ con nên thương em với má lắm. Xuân à, vậy tại sao em không kể cho anh biết, để anh chia sẻ cái gánh nặng cục với em? Chính vì hoàn cảnh như vậy, em mới không chấp nhận tình cảm của anh phải không Xuân? Xuân ngần ngại không biết trả lời câu hỏi của Tết ra sao, nên cố ý lảng tránh qua một câu chuyện khác. Thôi cũng nắng rồi, anh với Lộc phụ em đánh trứng đi. Xíu nữa cậu hai đi chợ mua bột chứ đường gì, em chỉ hai người nướng bánh. Được rồi, chỉ cần việc nào có liên quan tới em, anh đều sẽ làm hết. Mà Xuân à, anh thấy Tết đến rồi mà bàn thờ ba trong góc tối không có tốt,
Hay là mình khiêng ra đây để gần bàn thờ ngoại đi. Anh với thằng Lộc sẽ đi chợ mua hoa với trái cây trưng lên bàn thờ cho ba, để ba với thằng Cát cũng được đón Tết giống như mình. Em thấy được không? Cảm ơn anh. Ba với thằng Cát biết được chắc sẽ vui lắm. Tối nào về tìm anh để cảm ơn cho coi. Cái gì? Bộ bắt nằm với thằng Cát hay hiện về lắm hả? Dạ, linh lắm á. Ủa mà bộ anh Tết sợ ma hả? Sao mặt mày xanh lè vậy? Ai nói anh sợ ma? Bắt nằm với thằng Cát cũng là người thân của anh mà, có gì đâu sợ. Lộc nhanh miệng chọc kẹo. Trời ơi, chứ hồi nãy bước vô nhà, ba chị Xuân hiện ra đòi ôm anh á, đang ôm cái biến mất à. Anh sợ xanh mặt, tới nỗi kêu em chạy ra ngoài chợ chị Xuân không dám vô trong, ở trong nhà nữa. Vậy bây giờ bà đặt nói không sợ ma. Nè nè, yên miệng đi. Ai mượn tài lanh vậy? Ủa, vậy là hai anh em bị ba em nhắc rồi hả? Đâu có. Tại anh Lộc nó chọc anh đó. Thôi thôi, mình tranh thủ đánh trứng đi, cậu hai sắp về rồi đó. Chị thấy không, đánh trống lãng rõ ràng luôn. Tràng cười của Lộc làm giảm đi không khí căng thẳng từ nãy tới giờ. Cả ba cùng nói chuyện, cùng nhau đánh trứng. Một lát sau thì cậu hai đi chợ về tới. Có nguyên liệu đầy đủ thì cả bốn người bắt tay vô nướng bánh. Cậu hai Tân là người thật thà vui tính, rất thích khách khứa đến nhà, đặc biệt là bạn của Xuân, thì cậu lại càng lăng xăng hơn. Ngoài coi sóc nghĩa địa ra, cậu hai còn là một người thợ, trộn từng cái thùng hồ để xây tô cho những ngôi mộ mới chung, nên làn da có hơi sần sùi đen đúa. Cậu đã trải qua nhiều sương gió cuộc đời, đã tận mắt chứng kiến biết bao nhiêu cuộc chia ly chết chóc. Mà cái chuyện ma trêu quỷ ghẹo hay những vấn đề về tâm linh, cậu là người gặp nhiều hơn ai hết. Nhiều người hay hỏi cậu canh nghĩa địa như vậy thì có sợ ma không? Cậu mỉm cười bảo rằng sợ chứ, chỉ là người ta biết cách kìm hãm sự sợ hãi như thế nào mà thôi. Như những ngày đầu mới ra nghĩa địa ngủ, khi nhìn thấy bóng trắng lướt qua, cậu sợ tới nổi đái trong quần, sốt run cầm cập, ám ảnh tới cả tháng trời chưa hết. Nhưng rồi gặp đôi ba lần riết rồi cũng quen. Vì cái nghề cha truyền con nói, vì miếng cơm manh áo nên phải tự biết cách kìm hãm nỗi sợ vào trong lòng. Có rất nhiều trường hợp người ta hiện ra trước mắt cho cậu thấy, hoặc là báo trong giấc mơ cũng khó. Họ nói rằng đối khác lạnh lẽo, nhờ cậu cúng cho ăn. Nhằm khi những nắm mộ đất vô danh bị mưa gió làm cho sạt lở, họ cũng nhờ cậu sửa sang lại giùm. Nhưng cậu nghèo lắm, hàng ngày phải nhịn ăn nhịn mặc để lo cho mẹ của Xuân. Nhiều khi bà Năm bệnh, trong túi cậu không có nổi 1.000 đồng, phải chạy ra đầu sớm để vay mượn người ta mà lo chạy chữa, thì lấy cái gì giúp đỡ những vong linh ở đây được. Cậu cũng muốn lắm, nhưng cũng chỉ giúp được một phần nhỏ cho một vài trường hợp nằm trong khả năng. Chứ còn cái việc xây lại mộ đất thành mộ đá hết thì nó xa vời quá. Thế rồi mấy mươi năm lặng lẽ trôi qua, cái nghề coi sóc nghĩa địa này không còn là một nghề kiếm sống nữa, mà nó nghiễm nhiên trở nên thân thuộc và cao quý vô cùng. Cậu vẫn sẽ sống hết mình vì người đã khuất, cho đến khi nào trút hơi thở cuối cùng thì thôi. Mãi lo kể chuyện nên mấy trăm cái bánh bông lan đã nướng xong lúc nào cũng không hay. Nhìn lại đồng hồ thì đã xế chiều. Sở dĩ nướng bánh chiếm nhiều thời gian như vậy là vì cậu hai và Xuân phải làm ra rất nhiều cái bánh, trước cúng trong nhà, sau mang ra nghĩa địa để cúng cho những người đã khuất ở ngoài đó, để họ cũng được ăn Tết giống như mình. Mấy đứa ở nhà dọn dẹp tiếp con Xuân đi, rồi đem cái khuôn nướng đi trả cho nhà con Mai luôn đi. Xuân à, con có nghe con Mai con thằng Út Dạng nó về chưa? Dạ chưa cậu hai. Chú Út có đi báo công an rồi, mà bên công an cũng chưa có tin tức gì hết á. Tết nhất tới nơi vậy,
mà con nhỏ đi đâu mấy nay không về, làm ba má nó trồng đứng trồng ngồi, khóc lên khóc xuống khổ thiệt. Thôi cậu ra nghĩa địa lau chùi mấy chục cái mã còn lại cho xong luôn, để mời 30 mình cúng. Nghe cậu hai nói, Lộc cũng muốn được đi theo cậu ra ngoài đó. Cậu hai à, để con đi làm phụ cho. Nghe cậu kể về những người đã khuất, con thấy thương cảm lắm. Con cũng muốn làm một cái gì đó cho họ. Được rồi, vậy hai cậu cháu mình đi. Quên, con ra phía sau xách hai cái xô luôn đi, để một hồi ghé sau múc nước. Ủa, mà anh hai, anh có đi không? Thôi, tao trong nhà phụ xương dọn dẹp, mày với cậu hai đi đi. Chứ, cái đồ nhắc gan. Khi cậu hai với Lộc đi rồi, Tết mới hỏi Sưng. Em à, lúc nãy cậu hai có nói với em là con Mai con chú vàng vậy đó. Cô Mai đó đi đâu mà mấy ngày nay chưa về nè em? Dạ, nó là bạn của em á. Hồi đó đi học á, hay đạp xe đi chung. Tụi em cũng chơi thân lắm. Cái lúc mà em lên quán của anh làm á, lâu lâu nó nhắn tin hẹn em bữa nào về, thì hai đứa đi uống nước tâm sự này kia. Nhưng mà nó đi đám cưới mấy bữa rồi chưa thấy về nữa. Hàng xóm nói nó bỏ theo trai. Còn chú Út thì lo lắng, cho nên đi báo công an rồi. Mấy bữa nay mắt em cứ giật hoài à. Hình như là có linh cảm không lành á anh. Anh nghĩ chắc Mai đi đâu đó với bạn thôi. Sao đâu, em đừng có lo lắng quá. Nè, phụ anh khi bàn thờ của ba ra ngoài đi. Do anh Tết sợ ma nên không dám ra nghĩa địa, lấy cớ ở trong nhà dọn dẹp với Xuân. Tuy anh không biết lao động tay chân, nhưng vì người mình yêu, anh cố gắng làm nhiều việc lắm. Biết phụ với Xuân khiêng bàn thờ của ông Năm và thằng Cát ra cạnh bàn thờ ông bà ngoại, rồi lau chùi bụi bặm cho sạch sẽ. Khi mọi thứ đã xong thì trời cũng sập tối. Lúc này bà Năm bắt đầu thức dậy. Mỗi khi thức, bà đều cầm hai cái áo nói chuyện. Nhưng hôm nay vừa bước xuống giường, bà đã chạy đi kiếm anh em Tết. Tết từ nhà sau bước lên, vì vừa mới tắm rửa thay quần áo, bà đã hỏi tới tấp. Ông Năm, ông ở đây rồi, thằng Cát đâu rồi? Nó đâu rồi ông? Giờ thằng Lộc nó đi theo cậu hai ra. Tết quên bén đi cái việc mình đang giả làm ba của Xuân. Đến khi Xuân ra dấu thì anh mới chợt nhớ ra. Thằng Cát nó đi theo anh hai dọn dẹp ngoài cái địa rồi bà. Làm tôi tưởng nó bỏ tôi đi nữa rồi chứ. Mà sao ông bắt con mình ra nghĩa địa dọn vậy? Chứ ông ở trong nhà mẫn gì mà không đi? Xuân, má hỏi kìa, trả lời sao? Để em. Dạ, tại ba muốn bệnh á, cho nên vô tắm trước. Chứ sáng giờ ba cũng ở ngoài á má. Ủa muốn bệnh trong mình mà sao đi tắm vậy ông Năm? Lại đây cởi áo ra tôi cạo gió cho. Không, tôi đâu có bệnh gì đâu. Tôi khỏe lắm. Trời ơi, nói chuyện khôn gần chết rồi mà khùng gì đâu trời. Nè, ông Năm đứng lại, để tôi cạo gió cho, đừng có chạy. Xuân ơi, cứu anh vậy. Bà Năm nhất quyết phải rượt bắt anh Tết cho bằng được. Bà bắt Tết trèo lên trên giường, cởi trần nằm sắp ra để cho bà cạo gió. Thấy Tết vừa đau vừa nhột, ẹo qua ẹo lại như con lăn quăng ở trên giường, cũng phải làm Xuân ôm bụng cười. Nhưng rồi nụ cười xinh xắn chợt tắt trên đôi môi của cô. Cô trộm nghĩ, vì mình mà nấy lặn lội xuống thế giới này ăn Tết, lại còn gánh chịu những cái trận điên khùng bất ngờ của bà má nữa. Tự nhiên cô thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc khó tả lắm. Cô yêu anh Tết nhiều lắm. Trong trái tim của cô, Tết đã chiếm trọn một vị trí không hề nhỏ. Xuân nhớ nụ cười của Tết, nhớ những khi anh ấy buông lời chọc ghẹo, nhớ những cử chỉ, những hành động thân mật, ngọt ngào. Mọi thứ về anh cô đều nhớ hết.
Nhưng giữa cô và Tết giống như hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Tết là chủ cả giàu sang, ở nhà lầu đi xe hơi, lại là con của một ông chủ lớn. Còn cô, một cô gái quê nghèo, một cái chỗ ở đàng hoàng cũng không có. Cha chết, mẹ thì lúc tỉnh lúc điên. Không có điểm nào có thể so với Tết được hết. Thì làm sao xứng đáng với tình yêu của anh được đây? Đến khi trời tối mịt, cả năm người mới ngồi quây quần bên nhau để ăn cơm. Bữa nay là hâm chính Tết rồi, mà trong nhà chẳng có lấy một miếng thịt nào. Chỉ có mấy cái hột vịt chiên mặn, một tô canh cải trời mà lúc nãy cậu hai vừa nhổ ở nghĩa địa vô. Ai cũng tập trung ăn cơm, riêng có Tết ngồi đó cầm đũa mà nhìn vô chén cơm khô. Quả thật anh nuốt không trôi. Thấy Tết như vậy, Lộc mới quay qua hỏi nhỏ. À, xong ăn cơm đi. Bộ chế mấy món quê nghèo, anh không muốn ăn à? Nhà chị khó khăn, đãi gì mình ăn đó đi. Anh đòi hỏi chi? À, tao đâu có chê, cũng đâu phải đòi hỏi gì. Nhưng mà nhìn cậu hai bắt năm với Xuân phải ăn như vậy á, tao chịu không nổi. Cậu hai cũng dai qua hỏi anh em Tết. Ủa, sao hai đứa con không ăn đi? Bộ con Xuân nó nấu không ngon hay sao? Ờ, dạ, Xuân nấu ngon lắm cậu hai, con đã ăn nè cậu. Nói xong, Tết cố gắng lùa dội mấy hột cơm vô bụng. Thú thật thì từ nhỏ đến lớn, Tết chỉ lo ăn học rồi làm việc ở trên thành phố, không có đi lại miền Tây nhiều như em trai của mình. Nên mấy món ăn như thế này Tết giống ăn không quen. Nhưng không phải vì vậy mà anh chê bai, chỉ là để cho người mình thương sống trong cảnh như thế này, anh tự thấy bản thân của mình sao tệ quá. Rồi thì bữa cơm nghèo trong nửa tiếng cũng xong. Xuân trải chiếc chiếu cũ lên tấm manh bao ở giữa nhà, tính để cho Tết với Lộc ngủ ở đó. Bà Năm thấy vậy mới hỏi Xuân. À, con trải chiếu đó mần chi vậy Xuân? Dạ, để cho ba với thằng Cát ngủ má. Ba mày đương bệnh, bới cạo gió đỏ lợm mà, sao ngủ dưới đất được? Hơi đất bốc lên bệnh nặng thêm đó. Trải chiếu lên cái giường đẹp cho ba con nằm đi, còn con với thằng Cát lên giường ngủ với má. Ý của bà, cái giường đẹp ở đây chính là cái nền mộ của ông Năm Tường. Tết biết được, trợn mắt lên nhìn bà Năm, rồi kéo Lộc sang một bên. Trời ơi, nghĩ sao mà kêu tao ngủ trên nền má vậy? Lại Xuân là người tao thương, tự nhiên kêu ngủ với mày à? Thì cũng tại anh chứ tại ai. Kêu em làm cát, còn anh làm ba. Bây giờ thì thấy hậu quả chứ ba. Đợi nó ngủ đi kìa bà. Tao ngủ. Ông ngủ ở đó rồi ngủ đâu? Giúp người ta thì giúp cho tới cùng đi chứ. Anh mà cãi bắt Năm lên cơn được nữa cho coi. Nhưng mà lạ chỗ tao khó ngủ lắm. Ờ, khó ngủ thì lấy điện thoại ra mở phim ma coi đi. Mày khùng hả? Đang ở trong nghĩa địa mà mở phim ma, để cho họ ra một nùi hay chi? Ủa, chứ không phải bình thường làm việc căng thẳng, ông anh thường mở phim ma để giải trí hả? Trời ơi, lúc đó khác mà giờ khác. Mày làm ơn đừng có nhắc tới chữ ma giùm tao được không? Không nhắc tội. Tao ráng ngủ đi, một chất là tới sáng rồi. Ừ, tao ngủ cũng được. Mày mà làm cái gì Xuân là coi chừng tao đó. À, thì ra lo cho dì Xuân hả? Cái đó hên xui. Qua đêm nay biết đâu ngày mai á, chị Xuân thành người yêu của em cũng không chừng. Tao đấm mày bây giờ. Ê, ba mà đánh con á là con mét má trượt ba cho coi vậy. Nói xong, Lộc và Xuân lên giường nằm với bà Năm. Bà nằm ở giữa, hai đứa con nằm hai bên. Lộc lấy điện thoại ra mở phim Tết cho bà Năm coi. Bà khoái lắm, cứ cười nói luyên thuyên.
hỏi cái này đến cái kia không ngớt à. Còn Tết thì buồn bã ôm chiếc chiếu với cái gối đi lại chỗ nền mộ. Biết anh sợ ma, cậu hai mới chọc ghẹo. Sao? Không muốn ngủ ở đó đó. Theo cậu ra ngủ nghĩa địa nè. Khuya một chút ở ngoài vui lắm, đông nghẹt à. Ừ, dạ thôi, con ngủ chỗ này được rồi cậu. Không có ra nghĩa địa đâu. Sực cái thằng, sắm cái tướng cho bự cho bảnh tỏn vô mà nhát khích. Thôi yên tâm ngủ đi. Chết thì thành ra cát bụi hết rồi, có gì đâu phải sợ. Sáng giờ cậu nói dốc chọc con chơi vậy thôi, chứ mấy chục năm nay cậu có thấy con ma nó ra sao đâu. Thôi con không tin đâu, cậu gạt con. Rõ ràng hồi sáng bắt Năm Hiện về nói chuyện với con, thằng Lộc còn thấy nữa mà. Gạt mày tới ông nội tao hay gì? Cái đó là tại mày xui thôi. Thôi tao đi à. Ừ, dạ cậu đi. Nói xong, cậu hai bưng theo cái phích nước uống đi thẳng ra nghĩa địa. Nhìn cậu đi khuất rồi, Tết mới quay vô trong trải chiếu ra. Mộ của ông bà ngoại nằm một bên, mộ ông Năm với thằng Cát nằm một bên, Tết thì ngồi ở giữa. Mặc dù sợ ma, nhưng anh vẫn đưa mắt ra nhìn quanh khắp nhà, như đang cố tìm kiếm thứ mà mình sợ hãi, chứ không phải trùm mền kín mít để trốn tránh như người ta. Chưa kể lúc nãy nghe cái vụ của Mai, anh bất giác có một linh tính không tốt. Chỉ là không muốn thấy Xuân lo lắng, nên anh không muốn nói ra mà thôi. Rồi anh lại tưởng tượng ra cảnh Mai đã chết, xác của cô bị chôn ở một nơi nào đó mà không có ai biết đến. Không khí ở quê vốn đã tĩnh lặng rồi, nói gì đến nhà nằm ở trong nghĩa địa nè. Chẳng thấy cái gì gọi là Tết hết, không có tiếng xe cộ, cũng chẳng có tiếng người nói. Chỉ có tiếng côn trùng từ đâu trong nghĩa địa kêu lên văng vẳng, lâu lâu như có tiếng dép đi lọc cọc. Mọi thứ xung quanh làm cho ngôi nhà trở nên rùng rợn lắm. Một hồi lâu sau, Tết mới bắt đầu nằm xuống. Nhưng vừa mới chạm nền mộ thì cái cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến cho anh phải ngồi bật dậy ngay. Không được rồi, mới ngã lưng mà thấy lạnh rồi. Nằm một hồi lỡ bắt Năm với thằng Cát hiện ra nhát mình rồi tính sao trời. Hồi nãy đi theo con hai là ngon rồi, ít ra có ông ngủ chung cũng đỡ. Ôi, nghĩ mình ngu thiệt. Biết gì hồi sáng đóng vai thằng Khác, cho thằng Quỷ Lộc làm ba đi, thì giờ được ngủ trên giường rồi. Hay là mình lén ra giường nhà ngủ ta? Không được, bắt Năm gái nhìn thấy mất công lại lên cơn nữa. Đã hứa giúp Xuân thì phải giúp tới cùng chứ. Ôi, vì người bình thường, mình sẽ làm được hết. Tết rồi, cố lên mày ơi, không có ma đâu, đừng có sợ. Tự an ủi mình mấy câu xong, Tết cũng nằm xuống đại. Đợi khi anh đi vào giấc ngủ thì bác Năm Tường với thằng Cát ở trong ngôi mộ từ từ hiện ra. Cái thằng, nghe nó nói chuyện một mình làm tao sợ ma theo nó luôn đó. Mày có chạy lên trời tao cũng hiện ra hả? Mày đặt lén ra giữa nhà ngủ hả con? Nhìn anh nhát gan vậy thôi, chứ anh thương chị hai thiệt lòng đó ba. Mấy lần con theo chị lên thành phố cho nên con biết. Anh lo cho chị từng ly từng tí một, là người có tình có nghĩa nữa đó. Bà biết chứ, bàn thờ ba con mình nằm trong kẹt bao nhiêu lâu nay, vợ nó về nó lau dọn, còn nói ngày mơ đi chợ mua hoa quả về chưng lên nữa. Cái thằng làm ba cũng nôn tết quá chừng hả. Mình phải cảm ơn nó một tiếng mới phải đạo đó con. Vậy là mình hiện lên cho anh thấy luôn không ba? Phải hiện chứ, chọc kẹo nó vài lần cho nó bỏ cái tật sợ ma đi. Nói xong, ông Năm Tường nhảy phắt vô trong mộ. Ông ngồi chồm hổm trong đó, thò cái tay dài thòn ra, vỗ nhẹ lên mặt Tết. Ê, rễ tương lai, dậy đi con. Ai vậy? Là bác Năm nè.
Một giọng nói âm u vang lên ở phía sau lưng. Tết xoay đầu nhìn lại. Thì trời đất quỷ thần ơi, bác Năm Tường đã biến lên ở chỗ đầu mộ, gần với cái gối anh nằm. Toàn thân ổng bị lửa cháy đen thui từ đầu cho tới chân. Chỉ có cặp mắt lận ra đỏ lợm và cái môi trắng toát. Ông lè cái lưỡi mềm mềm ra liếm láp vào vai anh, khiến cho anh trùng mình ớn lạnh. Tết liền tức tốc co giò bỏ chạy đi. Ma! Bác chỉ muốn cảm ơn con vì đã dọn bàn thờ giùm bác. Bằng cái gì mà chạy dữ vậy không biết nữa. Tết định rằng sẽ co giò chạy về bên trái để đến giường gọi Xuân, nhưng bác Năm với thằng Cát đã khiến cho anh cứ chạy vòng vòng trong nhà. Anh chạy tới đâu thì ông Năm thoát ẩn thoát hiện chạy theo tới đó. Đang chạy thì bỗng nhiên thằng Cát từ trong ngôi mộ của mình nhảy tuốt lên trần nhà, rồi treo cổ từ trên đó xuống toàn ten, cái đầu chúc ngược xuống để lộ ra trong mắt trắng tinh, máu nhiễu xạ xuống đất. Anh Tết, cảm ơn anh đã dọn bàn thờ của em nghe. Quá hải hùng, Tết té xuống đất chết giấc đi luôn. Sáng ngày 30, lẽ ra Xuân phải thức sớm để đi chợ mua một ít thịt trứng về nấu mâm cơm cúng trước ông bà, nhưng đã ngủ quên tới tận gần 7 giờ. Vừa bước xuống giường đã thấy Tết nằm xỉu ở giữa nhà. Xuân đến lay anh dậy. Nè anh Tết ơi, anh bị sao vậy? Tỉnh dậy đi anh. Nè Lộc ơi, Lộc. Hả? Chuyện gì vậy chị Xuân? Anh Tết anh bị gì mà nằm xỉu dưới đất nè em? Trời, anh ơi. Em Lộc nè, tỉnh dậy đi anh hai. Nghe tiếng gọi ồn ào trong nhà, cậu Hai Tân ở ngoài nghĩa địa hất hải chạy vô. Nè, gì đó tụi bay? Anh Tết bị cái gì mà nằm xỉu dưới đất nè cậu? Đâu, để cậu coi. Thật, chắc nó bị ba mày với thằng Cát ghẹo rồi. Lấy chai dầu ra đây, tao sức lát nó tỉnh à. Cậu Hai lấy dầu thoa vô sau ót và trên cả thái dương. Quả thật là chỉ một lát sau, Tết đã ngồi dậy được. Mày khỏe chưa? Đêm hôm mày thấy cái gì mà nằm xỉu dưới đất vậy? Tết vỗ vỗ lên dần trán mấy cái rồi mới kể lại. Dạ, con thấy bác Năm Trai hiện ra ngồi đầu mộ, xong rồi cái bác được con chạy vòng vòng. Bác nói muốn cảm ơn con vì đã dọn bàn thờ cho bác. Đang chạy cái thằng Cát đu từ đốc, trên nóc nhà đưa cái đầu xuống. Trời ơi, con sợ quá hết biết gì luôn à. Anh nhát khích à, có vậy cũng xỉu. Trời ơi, mày không có biết cái cảnh đó đâu. Bác nằm với thằng Cát mình mấy đen thui à. Hai con mắt lợn lên đỏ lồm, cái môi thì trắng bóc. Con mắt thằng Cát còn nhiễu máu nữa. Trời ơi, kể thôi mà muốn nổi da gà luôn á. Hồi còn sống, bác Năm mày cũng hay chọc ghẹo người ta lắm. Phạm sống sao chết vậy mà. Nên nhắc con chơi vậy thôi, chứ không có làm hại anh chị đâu. Thôi đừng có sợ nữa con. Dạ con hai. Ôi chết, nay 30 rồi, mình phải đi chợ mua đồ về nấu cúng trước ông bà nữa. Để con ra sau đứa mặt tôi tỉnh, cho cả nhà mình đi. Được đó anh hai. Để em kêu bác Năm gái vậy nữa rồi đi ha. Chà chà, chợ Tết ở dưới quê chắc là đông vui náo nhiệt lắm ạ. Nghĩ tôi làm thấy nôn rồi đó. Đúng là như vậy. Sáng sớm 30, người ta nôn nao đổ xô ra chợ đông vui lắm, náo nhiệt lắm. Người qua kẻ lại chen chân không lọt. Chỉ một cái chớp mắt sơ suất thôi thì sẽ lạc mất người đi chung với mình ngay. Vì hai bên đường dưa hấu trái cây loại nào cũng có, chất thành đống. Qua cúc qua ly, dạng thọ, đồng tiền, chật cả lối đi. Người ta tin rằng màu vàng của hoa mai qua cúc thể hiện niềm tin và hy vọng. Sắc đỏ hồng dịu dàng của hoa ly đem đến sự may mắn xum dậy. Mỗi màu của một loài hoa đều mang đến một ý nghĩa riêng của nó, nên bà con chen chúc nhau mà mua.
cũng có những đôi trai gái yêu nhau, chắc tay nhau ra chợ, không phải để mua hoa, mà để tận hưởng cái không khí xuân. Đứng nép bên những khóm hoa đó để chụp ra những tấm hình đẹp, còn có cái đăng lên khoe với bạn bè. Bên kia những gian hàng bày biện giày dép, đồ làm đẹp. Các mẹ sắm những bộ đồ Tết cho con, đâu đó lại phảng phất mùa giải mới. Ấy là chưa kể những cái đoạn đường bán thịt cá, bánh mứt dưa hành. Tất cả tạo nên một bức tranh mùa xuân tuyệt vời không sao tả hết. Đi một vòng mua sắm cũng đã hơn nửa ngày. Tết mua rất nhiều thứ cần dùng cho ngày Tết, như là thịt kho, trứng vịt, khổ qua, tôm cua, gà mực, bánh mứt hạt dưa, trái cây, các loại bông cúng. Mua thêm quần áo mới cho Xuân, cho bà Năm với cậu Hai nữa. Khệ nệ về tới nhà cũng tới xế. Cả nhà phụ Xuân bắt tay vô nấu nướng, chưng qua quả bánh mứt lên bàn thờ, rồi dọn đồ ăn ra cúng. Một mâm trong nhà, một mâm lớn ở ngoài nghĩa địa. Có lẽ đã rất lâu rồi ở đây chưa được ăn cái Tết nào mà lại có nhiều đồ ăn ngon và thịnh soạn như vậy. Đối với cậu Hai, đây cũng là bữa cơm ngon nhất mà mấy chục năm làm người cậu mới được nếm qua. Cậu mặc cái áo sơ mi sọc mà Tết mới mua cho, tay bưng chén cơm mà giọng nói nghẹn ngào. Nói thiệt bay đừng có cười, mấy chục năm tao làm người, đây là bữa cơm ngon nhất mà cậu ăn được đó. Và đây là cái áo mới nhất mà cậu được mặc. Mà không phải mình ơn cậu đâu, những vong linh ngoài kia họ được ăn no chắc cũng vui mừng lắm. Tết chị Lộc à, cậu cảm ơn hai anh em con nhiều lắm. Dạ, con chỉ làm chút việc nhỏ có gì đâu mà cậu cảm ơn. Anh em tụi con tính rồi, khi nào chuẩn bị về thành phố đó, tụi con sẽ mua tivi, tủ lạnh, bếp ga, thêm ít đồ đạc trong nhà nữa, để cậu Hai với bác Năm xài cho đỡ vất vả. Thôi, mày mua mấy cái đó làm gì cho nó tốn kém. Chỉ cần một bữa cơm ngon, một cái áo lạnh lặn, như vậy nó đã đủ đầy lắm rồi con. Cậu Hai à, trước đây con không có biết hoàn cảnh gia đình của mình lại khó khăn như vậy. Bây giờ con biết rồi, con sẽ đều đặn gửi tiền về để lo cho cậu với bác Năm được đầy đủ hơn. Đừng con, mận như vậy chẳng khác nào gia đình cậu lợi dụng bay. Sau này biết bay với con Xuân cháu cậu có thành được hay không. Lỡ không thành, người ta dị nghị chết. Anh Tết buông đôi đũa xuống, nắm lấy bàn tay của Xuân. Anh nói hết những suy nghĩ để cho cậu Hai được yên tâm. Con yêu Xuân là thật lòng. Con làm như vậy không phải vì ý mình có nhiều tiền của, không phải để lấy lòng Xuân. Dù cho là cô ấy có không chấp nhận tình cảm của con đi chăng nữa, thì con vẫn sẽ làm như những gì đã nói ra. Mong cậu Hai hiểu được lòng con. Cậu hiểu chứ. Thôi được rồi, nếu con đã nói vậy thì cho cậu làm xấu đi. Xin con một việc này có được không? Dạ được, cậu cứ nói đi không. Tiền mà con tính mua tivi, tủ lạnh đồ đó, hay là tiền đó con để lại giúp đỡ cho bà con đi. Bị gần gần đây trở xuống dưới có mấy người nghèo dữ lắm, họ cũng không có tiền để ăn Tết nhất gì đâu. Nếu con cho họ được một nồi thịt kho, họ mừng họ mang ơn lắm đó. Dạ, cái đó con đồng ý liền. Thôi ăn cơm đi, rồi cậu kêu con Xuân nó dẫn con đi ha. Xong bữa cơm cuối năm, Xuân đưa Tết đến nhà thăm bà con ở gần đó. Cách đó khoảng 300 thước là gia đình của anh Phúc. Vợ chồng anh ở xứ khác đến đây để kiếm việc làm. Do không có tiền để mướn nhà, nên anh đưa vợ và các con vô nghĩa địa ở tạm.
Hằng ngày anh Phúc ra chợ phụ hồ để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Rồi trong một lần bị tai nạn lao động, té từ trên cao xuống, anh bị gãy chân. Dù đã bình phục, nhưng bên chân đó không còn được như xưa nữa. Anh phải đi cả nhắc, rất là bất tiện. Chị Hạnh, vợ của anh, không chịu được cảnh sống cơ hàn bên người chồng tật nguyền và những đứa con nheo nhóc, nên đã đi theo người đàn ông khác rồi. Từ đó một mình anh phải ở nhà coi sóc ba đứa con, một đứa 8 tuổi, đứa giữa lên 5, đứa nhỏ nhất còn bước đi chập chững chưa có rành. Vì vậy anh phải nghỉ làm để ở nhà giữ con. Khi nào có việc làm mộ hoặc có công chuyện gì thì cậu hai kêu, rồi chia ra được cái gì ăn cái đó. Khi Tết với Xuân bước vô nhà, thấy anh đang lơm khơm chuẩn bị mắc cái võng vô hai cây cột nhà mộ để cho đứa con nhỏ nó ngủ. Hai đứa lớn thì nằm sấp dưới nền mộ. Nó đang cầm viết chì vẽ dời cái gì đó lên trang giấy. Xuân bước đến ngồi bên cạnh, âu yếm hỏi: "Bé mơ bé mộng, hai đứa vẽ gì đó?" "Cô Xuân ơi, con đang vẽ trái dưa hấu với thịt kho á." "Đâu được cô Xuân coi. Chàng ơi, bé mơ vẽ đẹp quá chừng luôn á. Mà sao con vẽ cái này vậy, mà không vẽ hình khác?" "Dạ tại tụi con thèm thịt kho ăn với dưa hấu á. Cha nói cha mua về nấu cho tụi con ăn, mà mấy bữa rày cha chưa có mua nữa. Em bị bệnh, cha phải để tiền mua thuốc cho em." Nghe bé mơ nói, tự nhiên nước mắt Xuân rơi ra. Tết đứng bên cạnh cũng thấy cay nơi sống mũi. Cả hai ngồi xuống chuyện trò thêm một lúc để hiểu thêm về hoàn cảnh của anh Phúc. "Từ lúc chị Hạnh bỏ đi, có về lần nào không anh?" "Dễ gì mà cổ về em trai ơi. Nghe nói bộ của cổ làm cái chức gì trên thành phố giàu lắm. Còn anh tay lắm chân bùn, quanh năm có đi mần hộ, được nhiêu tiền đâu. Có bữa mới lãnh lương về đưa cổ, kêu cổ mua ít thịt cá cho mấy đứa nhỏ. Cổ cũng đi chợ mua, mà tới chiều về có kem phấn với son quần áo đẹp cho cổ thôi. Mấy đứa nhỏ không được bộ đồ nào coi được hết. Con bị nó đối nó khóc gian trời, cổ cũng không thèm dỗ. Vậy đó thì sao về thăm được. Em không hiểu sao trên đời lại có một người mẹ nhẫn tâm như vậy. Chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, con cái thì không lo gì hết. Vậy mới có chuyện để nói chứ. Ủa mà nói chuyện từ nãy giờ anh chưa biết em là ai đó." "Dạ em tên Tết, là bạn trai của Xuân." "Ủa, con Xuân có bạn trai rồi hả mày? Nhìn em mày bánh trai, ăn nói nghe cũng được ha. Nhớ giữ để mấy cô khác cướp mất nghe Xuân." Xuân khẽ cười không đáp, mà chỉ nói rõ mục đích của mình đến đây thôi. "Anh Phúc à, anh Tết nghe cậu hai với em kể về hoàn cảnh nhà anh á, nên ảnh có chút bánh mứt biếu gia đình ăn Tết. Còn đây là mấy cái bao lì xì ảnh cho tụi nhỏ." "Ừ, anh..." "Không sao, anh cứ cầm đi. Rồi đi chợ mua thịt kho với dưa hấu về cho tụi nhỏ nó ăn nha. Đừng có ngại." Anh Phúc cầm lấy phần quà và mấy bao lì xì mà Xuân vừa mới trao. Anh run run giọng, nói muốn công nên lời: "Anh cảm ơn cậu hai với hai đứa em nhiều lắm. Được cái này, cha con anh ăn Tết linh đình luôn rồi." "Dạ, thôi tụi em về, chúc mấy cha con ăn Tết vui vẻ nha." Tết với Xuân vừa quay lưng đi thì hai đứa nhỏ đã chạy đến, cầm bịch mứt lên, nó hỏi ríu rít: "Cha ơi, cô Xuân với chú đó cho mình á bánh gì vậy cha? Cô chú tốt quá ha." "Cha ơi, con đói, con ăn bánh được không?"
lâu ơi là lâu con chưa được ăn á. Được rồi, ngồi ngay ngắn lại, cha mở ra cho tụi con ăn. Dạ. Ý, bánh ngon quá trời luôn cha. Ừ, cô chú có lòng tốt giúp cho mình. Lớn lên hai đứa phải ráng học, ráng làm, để mình có nhiều tiền mình giúp đỡ lại cho người khác nữa. Có biết chưa con? Dạ, tụi con biết rồi. Xuân nè, nhìn ba đứa nhỏ thấy cưng gì đâu á. Hay là sau này em sanh cho anh ba đứa y chang vậy nghe. Ủa, ai thèm lấy anh mà sanh đẻ gì chứ. Ê, nè, chờ anh chứ. Ở đây màu mã không à, em chạy bỏ anh, lỡ đi lạc sao không biết được ra. Xuân ơi. Cách đó rất xa về phía cuối nghĩa địa, có một bà lão mặc bộ đồ nhăn nheo, đang lơm khơm sắp xếp lại chỗ ve chai mà bà mới đi lượm về. Ngoại ơi, trời sắp tối rồi, ngoại còn làm gì vậy ngoại? Nghe tiếng hỏi, bà lấy tay che mắt lại để nhìn cho rõ là ai, rồi mới lên tiếng đáp. Hờ, con Xuân con Năm Tường hả? Đi với đứa nào vậy bay? Dạ, con đi với bạn con á. Ờ, ngoại mới đi lượm đồ mũ gì nè, mót mót dành qua Tết bán kiếm tiền mua trầu ăn. Đi đâu tối dữ vậy con? Vô nhà ngồi chơi. Đó là bà Hai Niên. Năm nay bà đã 80 mấy tuổi rồi. Bà có tất cả 6 người con. Lúc trước bà sống với vợ chồng thằng con trai út, nhưng vợ chồng nó nặng nhẹ đủ thứ. Vợ út còn lấy cây đánh lên đầu bà. Nó nói nuôi bà chỉ thêm tốn cơm tốn gạo, chứ chẳng được tích sự gì. Nó quăng hết quần áo đồ đạc, đuổi bà ra khỏi nhà luôn. Bà mới ôm đồ đạc qua nhà thằng hai, nhưng cũng không ở được lâu vì vợ thằng hai quá ác. Cứ thế bà đi hết nhà này đến nhà của đứa kia. Rồi một ngày nọ, bà che tạm tấm cao su ngoài nghĩa địa này. Mấy đứa con thì đứa thì mở tiệm bán điện thoại, đứa mở quán cà phê, đứa thì làm quản lý cho nhà hàng. Có đứa mở cái sạp trái cây ở ngoài chợ, cách đó không xa. Đứa nào cũng thành đạt, có nghề nghiệp thu nhập ổn định. Vậy mà chẳng có đứa nào nuôi nổi bà, để bà sống một mình ở ngoài nghĩa địa, lấy nền mộ làm giường, lấy người chết làm nơi đi bầu bạn. Sáng sớm người ta đã thấy bà quải cái bao trên lưng, đi lượm từng cái chai nhựa. Khi nào lượm được đầy bao thì bà đem về, rồi lại đi lượm tiếp. Cho đến trời sụp tối như hôm nay, bà mới quay trở về nơi mà bà hay gọi đó là nhà. Giờ này ngoại mới về, cho ngoại đói bụng không? Đói chứ, mà cũng quen rồi. Bây ngồi chơi nha, để giờ ngoại bắt nồi cơm lên. Bà lấy cái nồi, đến bên cặp gạo vét hết những hạt gạo cuối cùng, rồi bắt lên bếp điện. Cái nồi cơm điện mát mát, người ta bán cho bà. Bà thấy uổng không muốn bán ra, nên lấy lại xài. Mỗi lần kim điện phải đập đập vài cái thì nó mới bình thường trở lại. Tết thấy dưới bàn chân của bà có máu nhiễu ra. Thảo nào mà từ nãy tới giờ thấy bà cứ đi cà nhắc. Ngoại ơi, chân ngoại bị cái gì mà chảy máu rồi kìa. Ngoại ngồi xuống đi để con coi cho. À, bày nói dò ngoại chảy máu hả? Hèn gì tự giờ á, thấy nó rát rát à. Cái thằng tỏ mắt, chứ ngoại có thấy máu mẹ gì đâu. Bà ngồi lên trên chỗ cái nền mộ, giơ cái chân ra cho Tết coi, thì thấy nguyên một miếng miễn chai đang nằm trong đó. Ôi, chân ngoại bị miễn đâm vô rồi, để con cõng ngoại đi bệnh viện nha. Thôi, Tết nhất tới nơi rồi, đi bệnh viện chi? Với lại bệnh viện xa lắm. Ngoại nói phải đó anh, bệnh viện ở đây xa lắm, phải có xe mới đi được. Hay anh coi lấy ra cho ngoại được không? Ờ, để anh coi.
Ừ, cái này cũng lấy được, mà đau lắm, ngoại chịu nổi không? Có những thứ đau hơn ngoại còn chịu được. Mấy cái miếng này nhầm nhò gì đâu. Rồi bà ngồi đó để Tết kéo cái miếng miễn ra. Cái miễn ly dài muốn gần 3 phân, nằm cắm dọc vô da. Thêm phần bàn chân của ngoại không đi dép nên bị nhiều vết cắt. Vậy mà gương mặt của bà vẫn cứ điềm đạm ung dung, không hề tỏ ra đau đớn chút nào. Dạ xong rồi ngoại ơi, không có đau ngoại ha? Ai nói không đau? Tao muốn té đái nãy giờ tại tao gắng đó chứ. Ngoại vui tính quá. Rồi con lấy khăn băng lại rồi đó. Ngoại nhớ đi đâu cũng phải mang dép, chứ đi chân không là nó nhiễm trùng đó ngoại. Bà ngoại ơi, ngoại có dép không? Hay là ngoại lấy đôi dép này của con đi cho đỡ nha, bữa khác mua cho ngoại đôi mới. Ai nói không có? Hai đứa bay khi dễ tao không à. Ngoại có dép mới lắm, của người ta cho, ngoại cất lên để dành á, chứ đeo dù sợ nó cũ uổng. Bà chồm lại cái túi để đầu mộ, lấy trong đó ra một đôi dép lào màu nâu đã cũ. Cái quai dép bị đứt, bà lấy cây đinh đóng ngang qua, còn xỏ dây khiếu lại tùm lum. Vậy mà bà nói cái đó là đôi dép mới. Nhìn cuộc sống cơ khổ, thêm cách nói chuyện lạc quan thân thiện này, Tết thấy thương bà nhiều lắm. Anh móc trong túi áo ra một cái bao lì xì đỏ rực, rồi kính cẩn nói: Dạ ngoại, năm mới con kính chúc ngoại luôn có nhiều sức khỏe, sống tới 100 tuổi. Con xin được lì xì ngoại ít lộc, ngoại đi dành ăn trậu nghe. Xuân cũng thêm vô: Dạ, con này là bánh mông lan con nướng á, với lại ít lập xưởng anh Tết mua ở thành phố, tụi con biếu ngoại ăn lấy thảo. Mẹ ơi, hai đứa tới chơi còn tặng quà với lì xì cho ngoại nữa. Mà ngoại không có gì lì xì lại cho bay hả? Dạ chỉ cần ngoại khỏe mạnh, vui vẻ như vậy á, là ngoại đã lì xì cho tụi con rồi đó. Thôi tấm lòng của tụi con, giờ hai đứa cho thì ngoại nhận. Ngoại cảm ơn nhiều lắm nha. Chúc bay năm mới nhiều sức khỏe, trẻ đẹp hoài hoài, với lại mừng ăn phát tài, tiền vô như nước nữa nha. Dạ con cảm ơn ngoại. Bà khoan, ngoại có cái này cho con nè cháu trai. Chờ bà móc trong túi áo ra một sợi dây được làm bằng chỉ đỏ, đưa nó cho Tết. Bà nói: Nếu con không chê á, ngoại tặng nó cho con. Ngoại biết tuổi con rất hợp với người âm, nên thường thấy họ hiện diện. Đeo vô cổ phòng khi có rủi ro, nó bảo toàn được tính mạng cho con đó. Nghe bà nói đến người âm, Tết cảm thấy rất hoang mang. Dạ, mà cái này là gì hả ngoại? Cái này là bùa hộ thân của má ngoại để lại đó. Dạ, của bà để lại, cho ngoại tặng cho con. Con thì không có dám nhận đâu. Cứ lấy đi mà, ngoại còn một sợi nữa. Dạ, vậy con cảm ơn ngoại nhiều. Thôi hai đứa coi về đi, chứ để tối rồi đó. Rời khỏi nhà bà hai, Xuân với Tết đến thăm mấy ngôi nhà còn lại. Họ cũng có hoàn cảnh tương tự như thế. Khi cả hai quay về nhà thì đã 10 giờ mấy tối. Xung quanh nghĩa địa nhiều cái bóng trắng bắt đầu hiện ra, trong đó có cả ông Năm Tượng và thằng Cát. Mọi người thấy rõ ràng chưa? Tôi nói thằng Tết á, rễ tương lai của tôi nó tốt bụng lắm. Hôm qua nó dọn dẹp bàn thờ tôi đâu đó sạch sẽ, còn mua bông chiến mâm ngũ quả chân đình nữa đó. Chẳng những như vậy nè, bữa nay nó còn cúng một mâm lớn cho mọi người ăn. Giờ nó đem tiền đi giúp đỡ cho những bà con nghèo, để bà con có tiền ăn Tết nữa đó. Đứng bên cạnh ông là một người đàn bà bị bệnh ung thư mà chết.
Nhìn bà xanh xao ốm yếu, cứ y như bộ xương khô. Bà cũng nói: "Hờ, cái thằng rể của chú đúng là tốt thiệt đó. Dù nó giàu có nhưng mà không có khinh miệt người nghèo, lại biết giúp đỡ bà con ăn Tết nữa, nghĩa cử cao đẹp lắm à." Lại một trong hồn của một người đàn ông khác hiện ra. Ngày xưa ông này uống rượu say, trong một lần lái xe đã gặp tai nạn qua đời. Hay là đêm nay mình cũng hiện ra cho nó thấy, cho nhờ nó giúp đỡ cho mình đi mọi người. Phải đó, tấm bia của tôi tróc hết trơn rồi, để tôi xin tiền nó sơn lại mới được đó. Tôi cũng vậy nữa, mong được ngôi nhà đá như người ta, chứ nằm nhà đất mấy chục năm nay nó lạnh quá. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta đi thôi. Chờ tới lúc giao thừa hãy hiện ra cho nó thấy nha. Nói xong, tất cả vong hồn đều biến mất đi. Lúc này Tết và Xuân đã về tới nhà, thấy bà Năm đang tạo dáng cho Lộc chụp hình. Bà cứ tưởng đó là thằng Cát nên không để cho Lộc đi đâu hết. Suốt ngày cứ tò tò bên nhau. Hết xem phim Tết thì đến thay quần áo mới ra chụp hình, làm đủ trò hết trơn. Cười lên nè, 1, 2, 3. Ôi ôi, má đẹp gái ghê luôn á. Chụp nữa đi con, chụp cho má đi cắt. Chụp chiều giờ nhiều rồi má. Má coi nè, gần 500 tấm luôn rồi đó. Thôi không chịu, má muốn chụp thêm nữa mà. Được. Vậy má thay đồ đẹp đi, rồi ra con chụp nữa cho nghe. Ủa, em với má chưa ngủ nữa hả Lộc? Gần 11 giờ rồi. Anh chị hai về rồi hả? Chiều giờ em chụp hình cho má, gần 500 tấm rồi đó. Chị coi nè, má biết tạo dáng ghê luôn chưa? Lộc à, xin lỗi em nha. Tại má chị em có được bình thường, tưởng em là thằng Cát cho nên... Trời ơi, chị đừng có nghĩ nhiều. Em cũng thương bác Năm như má em vậy. Với lại chơi với bác Năm vui gần chết rồi, có gì mà xin lỗi. Chị với anh hai em cứ đi đâu thì đi đi, để em ở nhà chơi với bác Năm rồi. Vậy em coi má giùm chị nha. Nói xong, Xuân bước tới chỗ của Tết. Đêm nay anh không dám ngủ ở nền mộ nữa, mà cứ ngồi tựa lưng vào góc cột nhà, mặt buồn hiu, như đang suy nghĩ tính toán về một điều gì đó. Anh Tết à, có chuyện gì mà em thấy anh buồn quá vậy? Nào giờ sống ở thành phố, quen nhà cao cửa rộng, anh nào có biết là ở dưới quê lại có nhiều người khổ tới như vậy. Không có ai muốn mình nghèo hết á, nhưng mà trời sinh mỗi người một số phận khác nhau, anh nặng lòng làm chi. Em cũng đã quen với mấy cảnh này rồi. Xuân à, hay là mình ra ngoài nha, anh có chuyện muốn nói với em. Dạ. Cách đây mấy ngày trước, Tết tưởng tượng ra cảnh chở Xuân trên chiếc xe máy đi đón giao thừa, đi xem bắn pháo hoa, rồi cả hai sẽ đi vòng vòng để ngắm nhìn thiên hạ đang dập dìu qua lại. Anh sẽ chở Xuân đi đến tất cả những nơi mà cô muốn. Thế nhưng những gì anh ao ước, nó đã không thành hiện thực. Có hơi buồn và tiếc nuối, nhưng miễn sao được ở bên cạnh cô thì dù ở đâu anh cũng cảm thấy hạnh phúc cả. Sắp đến 12 giờ rồi, anh muốn khoảnh khắc giao thừa này được dành trọn thời gian bên cạnh người mình yêu, nên đã rủ Xuân ra bên ngoài nghĩa địa. Không khí ở đây càng về khuya càng lạnh lẽo âm u. Xa xa chỉ có cái bóng đèn ở chỗ cậu hai ngủ đang hắt lại, nên cả hai người nhìn thấy mặt nhau, nhưng cũng chỉ chập chờn chứ không được rõ lắm. Cả hai đang ngồi dưới chân một ngôi mộ lớn, bỗng nhiên một con mèo đen thui ở đâu phóng ngang, làm cho Tết giật mình, ôm lấy Xuân cứng ngắc. Đúng là con mèo chết tiệt, xém chút làm Tết rớt tim ra ngoài rồi. Nhưng coi ra nó lại là cơ hội để kết nối tình cảm của hai người. Nè, bộ anh sợ ma lắm hả? Đâu có, anh đâu có sợ. Không sợ sao em cứ ngắt vậy? Anh xin lỗi.
Tết buông tay ra khỏi người Xuân, rồi mới bắt đầu đi đến chuyện quan trọng. Phút chốc anh cũng quên luôn rằng mình đang ngồi trong nghĩa địa. Má anh nói á, thấy em hay nói chuyện với một người thanh niên nào đó ở góc quán. Người đó là ai vậy em? À, anh nói người nào? À, cái bữa đi chơi Noel cũng vậy. Lúc mọi người đang vui vẻ chụp hình á, em đi ra ngoài nói chuyện với một thanh niên, cũng là thanh niên đó. Anh muốn biết người đó là ai? À, đó là thằng Cát mà. Nghe nhắc tới thằng Cát, Tết lại thấy rùng mình. Anh mới chợt nhớ lại là mình đang ở trong nghĩa địa, nên mới xích lại gần Xuân Hưng, rồi mới nói tiếp. Hả? Là thằng Cát sao? Nó đi theo em lên tới thành phố luôn hả? Dạ, lâu lâu lên thăm em á. Sợ em ở trển một mình không có quen biết ai, sợ em buồn em cực khổ này kia, nên về đêm nó hay hiện ra nói chuyện với em. Tại em hợp mạng với nó hơn là ba. Ba thì thỉnh thoảng em mới nằm mơ thôi, chứ ít hiện ra cho em thấy lắm. Ờ, vậy mà má anh cứ tưởng nó là người yêu hay là chồng của em á, làm anh lo quá trời luôn. Nhưng mà sao em lại xin nghỉ việc ở quán vậy Xuân? Bữa đó về tới nhà, thấy má cứ nói khùng nói điên hoài hả. Cậu hai thì bận bịu ngoài mộ cực quá, cho nên muốn nghỉ ở nhà phụ cậu, rồi qua Tết kiếm việc gì đó gần nhà mà làm, chạy tới chạy lui về để chăm sóc cho má cho tiện. Cho nên em mới xin nghỉ bất ngờ, không có báo trước cho anh. Anh đừng giận em nha. Khờ quá. Anh thương em còn không hết, làm sao mà giận em cho được. Xuân nè, em bằng lòng lấy anh nghe Xuân. Nếu em chịu, ra duyên này ba má anh á, sẽ xuống đây thưa chuyện với cậu hai với má. Tết nắm lấy tay Xuân, bày tỏ hết những yêu thương, những suy nghĩ trong lòng. Xuân hơi e dè mắc cỡ, một lúc lâu mới trả lời. Anh à, anh cũng thấy hoàn cảnh nhà em rồi đó. Má em bệnh, rồi nhà cửa không có, sống trong nghĩa địa nữa. Má anh mà biết vậy á, chắc chắn là không chấp nhận em đâu. Em thấy mình không có chỗ nào xứng đáng với anh hết á. Chỉ cần em gật đầu thôi, còn lại mọi thứ cứ để anh lo. Em bằng lòng làm vợ anh nghe. Xuân im lặng, tựa vào lòng Tết. Cái im lặng đó cũng đồng nghĩa với việc cô đã chấp nhận tình cảm của anh. Cả hai tiến tới gần hơn, chuẩn bị trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, thì bỗng nhiên Xuân gục đầu xuống, làm cho mái tóc dài xõa ra bù xù. Rồi cô trợn ngược tròng mắt lên mà nhìn Tết. Xuân à, em làm gì nhìn anh ghê vậy? Xuân đứng dậy bước đi, nhấc chân chậm rãi, như thể không chạm đất. Vừa đi vừa cất giọng nhẹ nhàng âm âm. Anh Tết, đi theo em đi. Anh Tết. Nè, ở trong đó nhiều mã lắm, em đi đâu vậy Xuân? Xuân à. Anh Tết à, mình chơi trò trốn tìm đi. Đố anh bắt được em đó. Một mình đi ra nghĩa địa ban ngày, Tết còn không dám đi. Nói gì tới ban đêm là một điều mà Tết vốn không thể nào làm được. Nhưng nghĩ tới Xuân, Tết nhanh chân đuổi theo. Không biết cô ấy nghĩ gì mà lại rủ anh chơi trốn tìm giờ này. Ở đây toàn màu mã thì biết đường nào mà tìm gặp chứ. Chạy theo Xuân qua khoảng hai mươi mấy ngôi mộ thì Tết mới mất dấu, không còn thấy Xuân đâu nữa. Anh cất tiếng gọi, giọng của anh vang vang cả màn đêm, nhưng cũng không thấy cô trả lời. Một lúc sau, anh thấy phía trước có một cô gái đang xõa tóc, nhưng nó cứ dạng mờ ảo, không thể nhìn rõ phần thân dưới. Ê Xuân à, chờ anh với. Anh Tết, đi theo em đi, sắp tới rồi. Lúc này anh đã nhìn rõ, cô ấy đang mặc bộ đồ pyjama màu đỏ cam, cộng thêm phần giọng nói thì chắc chắn đây chính là Xuân rồi.
Nhưng mà đi đâu mới được? Anh sợ ma lắm Xuân à. Hay là mình về đi em. Mặc cho Tết cứ kêu réo, nhưng cô gái kia vẫn cứ bước tiếp. Đến khi đi đến một cái lùm chuối, xung quanh nhiều cây cối tùm, thì cô gái kia mới dừng lại. Xuân à, em đi nhanh quá, làm anh chạy theo không kịp luôn á. Em là Mai chứ không phải Xuân. Nghe đến cái tên Mai, Tết không khỏi giật mình. Còn chưa kịp định thần thì cô gái kia đã quay mặt lại. Quỷ thần ơi, đó không phải là Xuân, mà là một cô gái nào đó với gương mặt đầy máu, chỉ có một cái đầu trên cổ, không có phần thân mình. Tết nhìn thôi đã biết chắc chắn đây là ma rồi. Anh bỗng rủng tay chân, té bật ngửa xuống nền mộ. Trong lúc anh thét lên một tiếng, thì phần thân của cô ấy mới từ mí cổ trở xuống chân, từ trong lùm chuối bay ra, có mặc một cái đầm trắng loang lổ những vết máu. Cứ như thế đầu một bên, thân một bên mà nói chuyện với Tết. Em là Mai, bạn của Xuân. Một tuần trước em đi đám cưới nhà bạn. Trên đường đi về, em bị hai tên côn đồ chọc ghẹo. Nó cưỡng hiếp em ở ngã ba đường, rồi dùng dao cắt cổ em để bịt miệng. Nó cắt đến đầu em đứt lìa ra khỏi cổ. Sau khi em chết, bọn nó sợ bị bại lộ nên đã chở xác và đầu của em vào chôn ở nghĩa địa này. Chúng chôn em ở trong lùm chuối đó. Người nhà em vẫn chưa hay, họ đang tìm kiếm em ở khắp nơi. Còn hàng xóm rủa em là gái hư thân mất nết, vì họ nói rằng em đi theo trai. Em chết thảm đau khổ lắm anh à. Nay biết anh là người tốt, thế anh giúp đỡ cho anh Phúc, cho bà Năm, cho bà con ở đây, nên em mới hiện ra cho anh thấy. Xin anh hãy giúp em với, nói với cậu hai để cậu báo cho gia đình em hay giùm. Ơn nghĩa này cho đến kiếp sau em sẽ tìm cách báo đáp cho anh. Vậy là Mai đã chết thật rồi sao? Thảo nào anh lại có linh cảm chẳng lành. Tuy rất là sợ, nhưng khi nghe cô gái nói, Tết thấy thương cảm vô cùng. Anh phải ngồi trung một lúc lâu mới lấy được can đảm mà hỏi lại cô. Sao mấy hôm nay cô không hiện vậy để nói cho cậu hai biết, mà phải chờ tới khi gặp tôi vậy? Cậu hai không hợp mạng với em. Đã nhiều lần em cố tình đi vào giấc mơ của cậu, nhưng không được. Em cũng muốn báo cho Xuân biết, nhưng không tới gần nó được. Chỗ lùm chuối này là chỗ quốc, khúc này ít mồ mả, nên cậu hai ít khi ra đây. Vậy nên cậu cũng không phát hiện ra được. Vậy còn hai tên hung thủ đó là ai? Hình dáng ra sao? Để tôi nói với người nhà cô báo công an bắt nó. Đó là thằng Trường và thằng Hưng ở xóm dưới. Hai thằng này quậy phá nhất trong xóm. Anh nói như vậy là cậu hai sẽ biết liền. Cậu sẽ đi nói lại với má của em thôi. Được rồi, tôi hứa sẽ giúp cho cô. Nhưng mà Xuân của tôi đâu rồi? Nó ở phía kia kìa. Cô Mai đưa tay chỉ về hướng bên tay phải, cho cả phần đầu và phần thân mình đều biến đi đâu mất. Tết nhìn qua thì thấy Xuân đang mặc bộ đồ đỏ cam, lặng lẽ đi như một người vô hồn. Anh liền đứng dậy để đuổi theo. Ê Xuân ơi, chờ anh với. Tết cứ chạy theo Xuân, len lỏi qua hết ngôi mộ này đến ngôi mộ kia. Nhưng thật lạ kỳ, Xuân đi nhìn rất là chậm, còn Tết thì chạy nhanh. Nhưng không hiểu sao vẫn không thể nào theo kịp Xuân. Cứ thấy bóng của cô chập chờn đi về hướng nào, Tết lại lao về hướng đó,
Do không nhìn đường, anh đã sụp xuống phải một cái hố mà có lẽ người ta đã lấy cốt cách đó không lâu. Đang lùi cùi tìm đường trèo lên thì giông hồn một người đàn bà bị bệnh ung thư chết liền hiện ra. Cậu Tết. Tết mới trèo lên, người nửa trên nửa dưới, khi trông thấy bà liền té bật ngửa trở xuống một lần nữa. Nước sình nhão văng lên, một mùi hôi thối vô cùng kinh khiếp. Cậu Tết à, cậu đừng có sợ, tôi chỉ muốn cậu giúp tôi việc này thôi. Tôi không có hại cậu đâu. Tôi là vợ ông Sáu Tâm ở xã bên á. Tôi chết mấy chục năm rồi. Lúc đó tôi chỉ mới có 50 hả. Mấy bữa trước con cháu tôi có mướn người ta lấy cốt, mà người ta lấy sót, còn bỏ lại khúc xương đó. Tôi nhờ cậu nói với con cháu tôi giùm, để nó tìm lên chôn cho đầy đủ. Có như vậy tôi mới yên lòng được cậu à. Nói xong, người đàn bà liền biến mất. Tết nhắm mắt hít thở để lấy lại bình tĩnh, rồi hứa với bà. Tôi hứa, tôi sẽ báo với gia đình để họ tìm lại xương cho bà. Nói xong, Tết lại nhìn giáo giác xung quanh để xem có vong linh nào ở đó nữa hay không. Khi thấy an toàn, anh mới đủ can đảm để mà trèo lên tiếp. Cậu Tết ơi, cái mã của tôi tróc sơn hết rồi. Cậu làm ơn cho tôi xin ít tiền để sơn màu mới nha cậu. Anh Tết ơi, em mới chết được một tháng hả? Không hiểu sao từ lúc hạ huyệt á, linh hồn em cứ lẩn quẩn ở đây, không có về thăm nhà được. Em nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ vợ con nhiều lắm. Xin anh nói với mẹ em đi mời thầy vô đây làm lễ, kêu dòng em về nhà có được không anh? Tết ơi, giúp tôi với. Tôi lạnh quá không có quần áo mặc, làm ơn giúp đốt cho tôi vài bộ đồ đi. Chú Tết ơi, tụi con bị mẹ phá thai, đói lạnh lắm. Xin chú cúng sữa với quần áo mới cho con với. Lúc Tết vừa trèo lên được bờ, thì từ trong một ngôi mộ tróc sơn gần đó, một người đàn ông từ từ hiện ra, bày tỏ sự khó khăn nhờ được giúp đỡ. Khi ông ấy vừa dứt lời, thì xung quanh nghĩa địa, các vong linh đều đồng loạt đội mồ hiện ra. Họ liên tiếp khóc than, kể lể, nhờ vả, van xin. Mỗi một linh hồn đều mang một hình dạng và cái chết khác nhau. Bình thường giống như con người có, và thân thể máu me cũng có, nhưng tất cả họ đều phát ra cái giọng nói âm âm, rùng rợn như nhau. Tết mặc kệ mọi thứ, anh ôm đầu mà chạy trong vô thức. Vừa chạy vừa va vào những ngôi mộ và vấp té liên tục. Đừng hiện ra nữa mà, đừng nhắc tôi mà. Đến khi mở mắt tỉnh dậy thì trời đã sáng trắng, tức là bước sang ngày mùng 1 Tết, ngày đầu tiên của năm mới. Tết đang nằm trên chiếc giường ba chân của bà Năm Tường. Từ lúc cậu Hai và Xuân đưa Tết về nhà thì bà Năm đều ngồi ở bên cạnh để gọi tên. Bà khóc sưng mắt vì sợ chồng bà chết đi bỏ bà một lần nữa. Ông Năm ơi, ông tỉnh rồi hả ông? Vậy mà tôi tưởng ông chết bỏ tôi nữa rồi chứ. Anh Tết, cậu Hai ơi, Lộc, anh Tết tỉnh rồi nè. Đâu đâu, mẹ con bày xích ra, để tao coi thằng Tết nó sao rồi. Bà Năm thấy cậu Hai nhảy lên giường, cứ tưởng đó là kẻ sẽ phóng hỏa thiêu chết chồng con bà. Bà ôm lấy Tết cứng ngắc để bảo vệ cho bằng được. Tết nào, đây là ông Năm chồng của tôi mà, mấy người không có được tới gần.
mấy người tính phóng hỏa thiêu chết chồng con tôi nữa phải không? À, thì đây là thằng Năm Tường, chồng mày được chưa? Xích trà để tôi coi nó khỏe lại chưa. Tao là hai tân anh mày nè, chứ phóng hỏa cái gì. Bà đưa ánh mắt đề phòng nhìn cậu hai trân trân. Xuân và Lộc phải nói ngọt, phải năn nỉ đủ cách, bà mới chịu tránh sang một bên. À, Tết à, con thấy trong mình sao rồi? Con có sốt có mệt mỏi gì không? Ừ, nhìn thấy cậu hai không con? Còn đây là con Xuân nè, con nhớ nó không? Tết lồm cồm ngồi dậy, lấy tay xoa xoa vào hai bên thái dương, rồi đấm bóp hai bên bả vai. Anh khó nhọc lên tiếng. Con thấy cậu hai, thấy Xuân với mọi người mà. Mà sao cậu hỏi con như vậy? Quỷ thần ơi, vậy là nó không sao rồi Xuân à? Nó còn đủ hồn đủ vía, không sao hết đâu con. Đủ hồn đủ vía là sao vậy con? Cái đó lát cậu nói sau đi. Bây giờ mày nói cho cậu biết coi, tại sao đang nói chuyện với con Xuân á, rồi mày đứng dậy bỏ đi đâu vậy? Rồi tại sao lại nằm xỉu? Có phải mày nhìn thấy cái gì rồi không? Dạ, hồi đêm hôm lúc nói chuyện với Xuân á, tự nhiên con thấy Xuân gục đầu xuống rồi đứng dậy bỏ đi. Con mới chạy theo để kêu cô lại, nhưng mà cô nói là muốn chơi trốn tìm, đố con bắt được cổ. Con mới đi theo Xuân, nhưng mà không thấy Xuân đâu hết. Ngược lại con nhìn thấy rất nhiều ma, họ hiện ra đông nghẹt à. Con nhờ con giúp đỡ cái này cái kia. À, con sợ lắm, con cứ tưởng là mình đã chết hồi hôm rồi chứ. Nghe Tết kể lại mà cậu hai thở dài. Tuy nhiên cậu lấy làm mừng hơn là lo lắng. À, chết là không có chết liền được đâu. Nhưng mà mày biết không, từ xưa tới nay hễ mà ai gặp ma hoặc là bị ma dắt ma giấu như vậy đó, là sáng trà họ không sốt cũng bệnh liệt giường, hoặc là cũng bị mất hồn mất vía, hỏi tới không có nhớ cái gì hết, ngáo ngơ như bị khùng vậy đó. Ừ, thật vậy sao cậu? Con chỉ thấy hơi nhức đầu với mỗi hai bên vai thôi à. Con biết sao mà con không sao không? Dạ, sao vậy không? Con Xuân nó có kể với cậu là chiều qua bà hai cho con sợi dây chỉ đỏ, con đeo lên cổ. Chính nó bảo vệ cho con được an toàn đó. Tết đưa tay sờ lên sợi chỉ đỏ mình đang đeo trên cổ của bà Hai Nhiên tặng cho hồi chiều hôm qua, mà lấy làm cảm kích. Đây đúng là một sự sắp đặt của ông trời. Nếu như Tết không mang quà và lì xì đến tặng cho bà Hai, thì đâu có được bà cho sợi chỉ này. Đó chính là một bài học ý nghĩa về sự cho đi và được nhận. Chính bà đã cứu anh thoát chết. Khuya hôm qua lúc mà đang nói chuyện, tự nhiên anh đứng dậy bước đi à. Vừa đi vừa kêu em, em mới đi theo để kêu anh lại. Nhưng rồi đi một hồi thì không thấy anh đâu nữa. Em biết là anh bị ma dẫn rồi đó, mới chạy ra chồi cho cậu hai hay. Em với cậu đi kiếm anh mấy tiếng đồng hồ luôn á. Tới lúc gà gái sáng thì thấy anh nằm dắt ngang trên ngôi mộ. Cậu hai mới cõng anh về nhà đó. Anh làm em với mọi người lo quá chừng. Tội nghiệp má, cứ ôm anh mà khóc, má đâu có chịu ngủ đâu. Tết nắm lấy tay Xuân, nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến. Em lo lắng cho anh lắm phải không? Không biết nó có lo không, mà nó đi tới đi lui, đốt nhang bàn thờ ba nó, thiếu điều muốn hết bó nhang tao mới mua chịu quà đó. Cậu hai, chọc con hoài. Tao nói thiệt, chứ chọc mày hồi nào. Ờ mà thằng Tích, mày nói thấy nhiều ma quỷ hiện ra nhờ giúp đỡ, họ nhờ cái gì vậy con? À, dạ cậu nhắc con mới nhớ, cô gái tên là Mai. Cậu nói hồi tuần trước đi đám thì gặp hai tên côn đồ xóm dưới cưỡng hiếp rồi giết cổ.
chúng chặt đầu cổ rồi chôn ngoài lùm chuối đó cậu. Có nhờ con nói với cậu để cậu cho người nhà cô hay giùm. Nghe Tết thuật lại mà cậu hai và Xuân hoảng hồn nhìn nhau. Quỷ thần ơi, con nói con Mai, con thằng Út Dạng bị giết rồi hả? Chôn xác ở cái nghĩa địa nhà mình sao? Trời ơi, hèn gì mà mấy bữa nay mắt em cứ giật hoài à. Em với nó còn chưa kịp gặp nhau nữa mà. Ừ, cậu hiện ra đầu một bên, thân mình thì một bên, rồi nói với anh vậy đó. Nè con Xuân, con chạy đi báo công an với cho nhà thằng Út hay liền đi. Rồi thằng Tết với thằng Lộc theo cậu ra lùm chuối. Nhanh đi mày. Sau khi Xuân đi báo tin, chỉ một lát sau, tiếng còi xe của cảnh sát đã vang lên khắp nơi. Từ ngoài thị xã, họ tiến về khu nghĩa địa. Việc một hồn ma bị sát hại hiện về để báo tin, chỉ chỗ mình bị giết và cả nơi chôn xác là một điều nghe rất hoang đường đối với họ. Công an và chánh quyền chỉ làm việc dựa trên lời khai của gia đình nạn nhân bị mất tích, chứ hoàn toàn không tin vào ma quỷ. Họ vẫn cho đó là việc mê tín dị đoan, cần phải bài trừ. Vụ mất tích của Mai được gia đình nạn nhân trình báo như sau. Cách đó một tuần trước, vào lúc 6 giờ rưỡi tối, Mai có xin phép gia đình đi đám cưới của một người bạn gái ở xóm trên. Nhưng rồi chờ tới khuya cũng không thấy Mai về. Cha mẹ cứ nghĩ cô đã ở lại nhà cô dâu, chờ sáng mai đi đưa dâu qua bên đàn trai luôn, nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng tới chiều ngày hôm sau cũng không thấy Mai trở về. Cả gia đình có xuống nhà cô dâu để tìm, thì nghe nói Mai đã ra về lúc 10 giờ đêm nhóm họ, khi đám cưới vẫn còn đang ca hát. Lo Mai xảy ra chuyện, vì từ trước tới nay cô là người con rất tốt, không bao giờ đi đâu quá một ngày như vậy, nên gia đình đi báo công an. Bên phía điều tra cũng có đi tìm giúp, nhưng do cuối năm nhiều vụ án xảy ra, họ vẫn chưa tìm được tung tích, kể cả một manh mối nào. Và sự thật của vụ án được diễn biến từ lúc Mai rời khỏi nhà, chính xác là lúc 6 giờ 45 phút. Cô quá gian xe với những người trong xóm để tới đám cưới. Thì tới lúc về, Mai đi bộ một mình, vì từ đám cưới về nhà Mai cũng không quá xa, chỉ cách hơn một cây số thôi. Trong đám cưới cũng có mặt Hưng và Thịnh. Hai tên này là dân ăn chơi quậy phá trong xóm. Trước đây Thịnh cũng có bày tỏ tình cảm với Mai, nhưng nhỏ tuổi hơn nên đã bị Mai từ chối. Chính vì ôm hận trong lòng nên cả hai tên này cũng rời khỏi đám cưới và đi theo quyết tìm cách để trả thù cho bằng được. Đi tới đoạn ngã ba, con đường dẫn lên rừng, hắn mới bắt đầu xuất hiện và giở trò đồi bại. Chúng kéo Mai vào trong một lùm cây sầm uất rồi thay phiên cưỡng hiếp. Khi Mai la lên chống cự, Thịnh đã lấy con dao thủ sẵn ra cắt cổ Mai. Hắn cố ý khứa thật mạnh tay cho đến khi nào cổ của Mai đứt lìa hoàn toàn mới thôi. Mai chết ngay tại chỗ sau vài phút chảy dùa. Khi đầu Mai vừa đứt ra, hai tên đã cởi áo ngoài của mình để bọc lại chỗ chảy máu, rồi chở ra ngoài nghĩa địa, chỗ cái lùm chuối âm u nhất để mà chôn. Ngay tại ngã ba chỗ bọn chúng giết người vẫn còn loang những vết máu và những mảng đất tróc lên, do bàn chân của Mai đã giãy giụa chống cự. Tuy nhiên do những ngày cuối năm bà con bận bịu dọn dẹp sắm sửa nên đâu có ra khu vực này để mà để ý. Họ có chạy xe ngang qua chỗ ngã ba cũng không dòm ngó vào đó làm cái gì. Nghe lời Tết kể, họ không mấy tin, nhưng cơ quan công an vẫn không bỏ qua một manh mối nào, dù là chi tiết nhỏ nhất. Họ cho người tiến hành đào xới, thì quả thật mấy cây chuối này đã được ai đó đào gốc lên và trồng lại cách đó không lâu. Dưới lớp đất đó, người ta tìm được xác của Mai. Chúng quăng Mai nằm sắp xuống và thảy đại cái đầu lên rồi đào đất lấp đi. Trong hố đất còn có hai cái áo của hai tên hung thủ. Do trong lúc cấp bách chưa kịp suy nghĩ nhiều
nên hành động đó đã vô tình để lộ ra. Đó là manh mối dễ buộc tội nhất. Xác chết một tuần nên bắt đầu phân hủy, phát ra mùi hôi thối. Cha mẹ gia đình của Mai khóc lóc đau khổ vì cái chết quá oan ức của con gái mình. Họ quyết truy tố hung thủ đến cùng. Và rồi hai tên Hưng và Thịnh cũng đã bị bắt để chờ ngày xét xử. Còn Mai được gia đình tẩn liệm kỹ lưỡng rồi tiến hành đám tang chôn cất. Mùng 2 Tết, ở phía cuối nghĩa địa, Tết nhìn thấy bóng Mai từ từ hiện ra. Vẫn là đầu một bên, thân mình một bên. Mai vẫy tay và cúi đầu chào anh, hành động thay cho một lời cảm tạ. Rồi cô mỉm cười, từ từ tan biến mất đi. Thế rồi mấy ngày Tết ngắn ngủi cũng qua đi. Hôm nay đã là mùng 3. Tết và Lộc phải trở về thành phố để tiếp tục chuẩn bị công việc kinh doanh của hai quán ăn của mình. Cậu Hai và Xuân tiễn hai anh em đi ra khỏi khu nghỉ địa. Bà Năm vẫn thắc mắc rằng tại sao chồng con của bà chỉ về dọn dẹn được mấy ngày Tết, cho bây giờ lại phải đi. Bà nắm chặt tay kéo Tết và Lộc trở lại. Nè ông Năm, ông dẫn thằng Cát đi đâu vậy? Cha con ông tính bỏ tụi đi nữa hả? Đừng có đi mà. Nhìn thấy bà khóc, anh em Tết cũng không nỡ rời xa. Nhưng mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, đâu thể ở lại đây mãi được. Bà nghe tôi nói nè, tôi dẫn thằng Cát á lên trên thành phố mượn ăn. Khi nào kiếm được nhiều tiền, cha con tôi sẽ về với bà, chứ đâu có đi luôn đâu mà. Bà đừng có khóc nghe. Nè ngoan đi. Bà với con đi mượn kiếm tiền. Mới mốt có tiền rồi á, về đây cất cái ngôi nhà bự thiệt bự cho má với chị Xuân ở. Má chịu không? Nhà bự hả? Đi thành phố kiếm việc làm hả? Dạ, con với ba đi mần, cho nên không có dẫn má theo được. Nè, con tặng má cái điện thoại này. Khi nào nhớ con với ba đó thì má mở ra coi hình. Con có chỉ má cách chụp hình quay phim với cách mở luôn rồi đó. Má còn nhớ không? Nhớ chứ. Mở lên vậy nè. Má giỏi quá ta. Bà nhà với chị Xuân á là phải ngoan, không có được đánh chị Xuân nữa nghe. Nhớ rồi, không có đánh nó nữa đâu, thương nó lắm. Thôi, anh em mình từ từ đi về đi, để con Xuân nó tiễn bà nói với thằng Cát một đoạn nữa. Đi về chụp hình tự sướng thôi. Tội nghiệp bà Năm, tuy mang nặng tâm tư mất chồng mất con, nhưng đôi lúc lại hồn nhiên như một đứa trẻ. Bà cứ cầm cái điện thoại của Lộc tặng cho cầm cụi tay bấm, chân bước đi. Nhìn bà với cậu Hai đi được một đoạn, Tết mới quay qua nắm lấy tay Xuân. Xuân à, em ở lại giữ gìn sức khỏe, chăm sóc tốt cho má với cậu Hai nghe em. Dạ em biết rồi. Cảm ơn anh với Lộc. Nhờ có hai người mà bà con sớm em á có một cái Tết ấm cúng lắm. Không ai bạn em cũng được yên lòng nhắm mắt, mà má em cũng vui hơn mấy ngày bình thường nữa. Anh dì trển, cho em gửi lời thăm hai bác với mấy anh em nhân viên ở quán luôn nha. Ừ, anh sẽ chuyển lời. Lần này anh sẽ về thưa với ba má, cha Duyên được cưới em, đồng ý làm vợ anh nghe Xuân. Dạ, em đồng ý mà. Còn việc này nữa, khi nào quán xá ổn định rồi, anh sẽ rước má và em lên thành phố để trị bệnh cho má. Có thật không anh? Bệnh của má em có thể trị khỏi hả? Được chứ. Anh sẽ cố gắng tìm bác sĩ giỏi nhất. Anh tin là má sẽ bình phục sớm thôi. Anh Tết à, em cảm ơn anh nhiều lắm. Em thương anh. Anh cũng thương em nhiều lắm Xuân à. Xuân bình yên ngã vào lòng của Tết. Anh đưa tay ôm chặt lấy cô. Giữa họ giờ đây đã không còn khoảng cách nào nữa, mà chỉ có tình yêu và sự chờ đợi nhớ nhung. Anh Hai, chị Hai chia tay xong chưa? Về thành phố thôi. Thôi đi nha, thằng Lộc đang chờ đó.
Dạ, tạm biệt anh. Và rồi ra diên năm đó, ông Phát bà Tài đã mang cao trậu mâm quả xuống để thưa chuyện với cậu Hai Tân. Cậu Hai cũng bằng lòng gả Xuân cho Tết. Trong đám cưới của con mình, lúc Xuân đang làm lễ xuất giá thì bỗng dưng bà Năm bật khóc. Bằng một sự kỳ diệu nào đó, bà Năm đã tỉnh táo và nhớ ra được tất cả. Thế là niềm vui lại được nhân đôi. Sau ngày đám cưới không lâu, ông Phát và bà Tài đã mở thêm một quán ăn với tên gọi là Xuân Phát Tài. Cái quán này ông bà mở riêng cho con dâu. Sở dĩ ông bà mở quán ở ngay con lộ lớn, chỗ đường rẽ vào khu nghĩa địa, là có hàm ý hết. Thứ nhất là tạo công ăn việc làm cho bà con trong xóm, giúp cho những mảnh đời bất hạnh như bà Hai Miên, anh Phúc có chỗ vừa ở vừa làm. Họ không phải che chồi ở tạm ngoài nghĩa địa nữa. Họ có thể giúp Xuân chạy bàn, lặt trao hay nấu nướng cũng được. Thứ hai, ông bà xưa của chúng ta có câu: sống có nhà, chết phải có mộ. Nghĩa là bất cứ ai nằm xuống, dù giàu sang hay nghèo hèn, cũng phải có được một nấm mộ trang nghiêm. Đó là nét đẹp văn hóa xưa nay, giúp chúng ta nhớ về ông bà tổ tiên nguồn cội. Nên tất cả số tiền mà Xuân kiếm được sẽ dùng để mua vật tư, sửa sang lại hết tất cả mộ mã cho những người đã nằm xuống trong khu nghĩa địa đó. Ngay cả những người nằm mộ đất cũng được xây lên thành mộ đá cao ráo, đường hoàng. Đó cũng giống như là lời hứa mà Tết đã hứa giúp đỡ cho những vong linh trong nghĩa địa. Và cũng được coi như là quán ăn thiện nguyện, quyên góp để giúp cho những mảnh đời khó khăn bất hạnh. Cây lành thì sanh trái ngọt, cha mẹ hiền để đức lại cho con. Chính vì ông Phát bà Tài có lòng nhân đức, Tết và Lộc cũng thường xuyên giúp đỡ người khác. Nên vợ chồng Tết, vợ chồng Lộc và tất cả con cháu đời sau của họ luôn có sức khỏe dồi dào, làm ăn gặp nhiều may mắn, lộc phát trường hưng, như ý các tượng. Câu kết của tập truyện cũng là câu chúc của tác giả gửi đến cho toàn thể quý thính giả kênh Đất Đồng Radio. Chúc mọi người một năm thật nhiều sức khỏe, nhiều đại thắng. Như vậy là chúng ta đã nghe xong truyện ngắn Ăn Tết Trong Nghĩa Địa của tác giả Đại Thất Tử. Còn một ít phút nữa thôi thì sẽ đến thời khắc giao thừa, chuyển sang năm mới rồi. Chúc mọi người có một đêm thật sum vầy, thật ấm cúng bên gia đình người thân của mình nhé. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người trong một năm mới Quý Mão 2023.